Rất vui mừng được chào đón quý thính giả đã đến với kênh đọc truyện của Vân. Hôm nay, Vân xin gửi đến quý thính giả tiểu thuyết Chặt xích của nhà văn Lê Văn Trương. Tiểu thuyết được in và xuất bản năm 1943 tại nhà xuất bản Đời Mới Hà Nội. Nội dung tiểu thuyết nói về vấn đề việc làm, những lề thói, định kiến của xã hội đối với những con người không thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn của cái cũ, đấu tranh bứt phá để tìm đến cái mới, thay đổi bản thân và quan niệm xã hội hãy cùng đón nghe tiểu thuyết chặt xích của tác giả nhà văn Lê Văn Trương cùng cảm nhận và nói lên ý kiến của mình về tác phẩm nhé. Sau đây, mời quý thính giả cùng đón nghe. Phần thứ nhất Truyền cúi gằm mặt, tay cầm bút chỉ, vạch vạch xuống giấy, cứ trồng cái môi mím chặt, mắt gườm gườm, tay nổi gân vì vạch quá mạnh Người ta biết ngay chàng đang phẫn trí Kể có hàng mấy tháng nay Hàng gần năm nay Bà ký hễ bực mình chuyện cửa chuyện nhà Chuyện họ chuyện hàng Chuyện gạo chuyện nước Lại lôi con ra rỉa sách Chả chịu làm ăn gì Rồi đến chết đói Đời tuổi nhà ai Con bằng đầu bằng cổ Vẫn ở nhà ăn bám mẹ Tôi mà chết đi Chẳng biết cậu làm gì nên ăn Rồi cũng đến cùng dạ nhà này một bữa dạ nhà kia một bữa, hết đời thôi. Bà ký ngừng tay xỉa răng, uống một ngụm nước, xúc miệng, rồi đứng dậy, cầm cái ống nhổ, nhả hụm nước vào đấy, rồi dơ cả ống nhổ ngang mặt. Bà hỏi con, Đấy, anh cứ xem, tôi nói ra mang tiếng siếc móc khẻ lạnh anh, con trai từng ấy tuổi đầu, du du xó nhà, chẳng chịu nhờ chúng nhờ bạn, xem có công việc gì mà làm. Rồi chĩa sang chuyên, Thế tôi hỏi anh, ngộ tôi không chạy được nuôi anh, anh làm thế nào? Chẳng nhẽ anh to xác thế kia, lại đi ăn trực mỗi nhà một bữa à? Rồi lại cười khẩy như xỉa vào mặt chuyên. Thời buổi này, cũng chẳng ai thừa cơm, thừa gạo mà ăn trực. Chuyên mặt tím bầm, giản dỗi đứng dậy. Mợ để rồi con đi làm, việc gì vợ phải nói con thậm tệ thế? Sao hồi tháng riêng, con xin mợ ra hòn gai làm, mợ lại không cho? Bà ký đứng lặng người, mặt chua như giấm, bà hết nhìn con, trong cái nhìn có cả một câu hỏi. Mặt tôi mặt anh, tôi giữ anh làm gì? Anh có chân thì anh đi. Để rồi lại tự trả lời bằng một cái nhìn nó cắt nghĩa cây nghĩa. Ông hạng trở ươn xác xa, lại còn nào ai cấm anh? Truyền phẫn trí, nói liều một câu. Được rồi, từ do dỏ đi, con không ở nhà để làm phiền lòng mọ nữa bà ký chẳng những không sợ câu dọa ấy còn cáo kỉnh thách thức nhưng thách thức cái lối cao thượng <laughs> thế thì còn gì bằng còn gì tốt bằng phải đấy con dài cũng nên tức khí xem nào tức khí bà ký đã dùng những chữ không ở nghĩa của nó à nếu là con dai thì lại càng không nên tức khí theo lối biểu của bà ký truyền giản dỗi mọ cứ để mặc con còn đi ngày hồi tháng riêng có phải mợ đỡ phải lo lắng truyền gần muốn ứa nước mắt chàng muốn đánh ực chất chua đưa lên cổ con không muốn ăn hại mợ đâu con đã cậy cục mãi không được giá mợ chạy cho con thì đâu đến nỗi bà ký ối chào một cái rồi thở phào anh cứ nói như trạng ấy tôi vay ở đâu ra của bảo chạy cho anh anh tưởng tôi sung sướng lắm đấy thầy anh cho tôi một tháng bốn chục anh liệu xem có đủ không? Anh chẳng thương tôi, đầu hôm ban sớm lại còn oán tôi. Nếu tôi có tiền chạy việc cho anh, thì tôi đã chẳng đến nỗi. Anh như người ta, biết bố mẹ nghèo, cố van ông lạnh bà, nhờ người này người khác, mày già cũng có việc đấy. Nhưng anh khệnh khạng như ông Hạng, anh có chịu nói khó với ai? Chỗ nào đứng đắn, anh lảng lảng như chó phải rùi, anh có dám bén mảng đến đâu? Thịt muốn vỡ ra từng mảng, Chuyên bị mẹ riêng móc uất Chàng nghĩ bụng Giá có can đảm Đập ngay đầu vào cột nhà cho tan óc thì liều ngay Còn hơn sống Ngày nào cũng như ngày nào Đi thì chớ Hễ về nhà là bị mẹ gây sự Diễn thuyết Ngày nào cũng như ngày nào Chàng bị đai nghiến bằng đủ thứ nhời Đủ thứ tiếng Nhời nào cũng có tính cách lưỡi sao Mỏng dính lướt vào thịt Tiếng nào cũng có trọng lượng một miếng chì Gieo vào ngực chàng Chàng biết thầm ý của mẹ bà ký chủ trương điều này bà vẫn nói với hàng xóm và coi như đắc sách cứ nói bắn máu mắt nó ra là tự khác nó phải đi tìm việc biết thế cho nên chàng khổ sở lắm khi chưa tìm được việc khi vẫn phải ngày hai bữa ăn nhờ mẹ nhưng người ta ở đời chỉ đau những cái biết đau ở chỗ biết đấy mà chết đấy chuyên muốn ra lúc ấy có tài của đậu nhất hồ chàng độn thổ để khỏi chịu những nhời cay đắng của mẹ vì không có tài của đậu nhất hồ chàng đành phải ngồi lì để chịu mưa xa gió táp cái nghề con người ta khi đã thất thế nhất cái thế ấy xây trên đồng tiền còn dám nói gì nữa mà cái mặt của anh chàng bám phàm bị xỉ vả không thể há miệng mới đáng ghét làm sao gần như không phải là cái mặt nữa cho nên người mắng nó mới không tiếc nhời tiếc nhời đã không hạ độc thủ đến thế mợ cứ yên tâm trong tháng này thế nào con cũng cố cậy cục bà ký cười chua chát sau một cái cười chết người cái cười xiên vào ruột được tôi xem fan này anh cậy cục thế nào rồi bà thủ thế ngay nhưng anh cậy cục thế nào thì cậy cục chứ tiền thì tôi không có đâu vâng con biết ạ à, truyền gieo cầu ấy với một thứ tiếng chết chóc một giờ đồng hồ sau trò tùng xẻo lại diễn một lớp nữa. Vì là bữa cơm, cô Mỹ con gái bà ký, em gái chuyên, so đũa xong mời. Cậu mợ lại sơi cơm. Ông ký huyền, bà ký huyền đều đứng dậy ra mâm. Chỉ có chuyên, chàng vẫn ngồi lì ở bàn. Bà ký chạc lưỡi. Có sang ăn nhân thể không cậu chuyên? Hay còn mải nghĩ? Trong câu nói này, chuyên nhận thấy có một cái gì gẻ lạnh ở trong. Chàng thấy rực lên, bụng thoát lại, giá có thể giả nhời phát không ăn, chàng đã nói ngay. Nhưng coi chừng nếu thế, mẹ chàng sẽ cười nhạt như mọi ngày, và nhắc lại câu chết cây gãy cành. Không ăn thì ăn ở đâu? Thôi, làm tạm vài lưng, rồi còn nhở nhơ mới nhở nhơ được. Cho nên dù chết cay chết đắng, chàng cũng phải lê lại mâm. Phải nói lê mới đúng, chỉ từ bàn ra mâm, một con đường dài không đầy ba thước, mà là cả một đoạn trường phải được chứng kiến tên cướp bị đâm xẻ thịt, nằm chết sớt vẫn phải cố cắn răng bỏ dậy, lê về phía bụi rậm để tránh tuần tráng sục tìm mới hiểu được tâm trạng chuyên lúc ấy. Bà ký đã cầm đũa lại bỏ xuống, bảo Mỹ. Ngồi xe vào cho cậu ấy ngồi. Mỹ ngước nhìn anh ái ngại. Anh ngồi trong, để em ngồi ngoài, em xới cơm. Truyền định vào trong, nhưng vừa gión chân lên giường, bà ký đã gắt Mỹ thì cô cứ để anh cô ngồi ngoài, đã làm sao? Anh cô không sới được à? Truyền khổ sở lắm, chàng chịu điều đứng từ ngày mất việc ở một sở buôn, từ ngày tay ngay lòng, lệnh tháng lương cuối cùng. Chàng bị bà ký chủ tận, không phải bà ký không thương chàng, có người mẹ nào lại chẳng thương con, nhưng bà ký thương cái lối của bà. Nghĩa là phải nói cho bán máu mắt, nói cho thật tủi nhục, còn bà mới chịu đi tìm việc, mà có tìm việc thì rồi mới tính đến chuyện vợ con được. 23 tuổi đầu, liền biên không vợ con, định làm ma cả bông à? Không biết bà đã hiểu nghĩa chữ ma cả bông thế nào, bà lại gắn nó cho kẻ không có vợ. Cho nên ngồi đâu, đứng đâu, cứ thế mặt chuyên là bà bắt đầu cái công việc đẩy tàu ra đà. Bà nói, nói ghê lắm, càng tìm được những câu như xỉa vào ruột con, bà càng thích. Thích ở chỗ đã làm được con phẫn trí, vì theo bà, người ta bất phẫn bất phát là vô tích sự, là suốt đời không mọc mũi rủi tâm. Những bữa cơm bao giờ cũng thế, là thì giờ thuận tiện nhất cho sự tấn công của bà. Tuy bà chẳng đọc những sách triết lý phân tách lòng người, song bà hiểu sâu xa cái nhục của miếng ăn. Bà cho chỉ có gì nhục về miếng ăn mới trong kết quả làm cho chuyên phẫn trí. Cho nên khi chuyên vừa vào được một miếng, bà nói ngay, đi đến đâu, các ông các bà ấy cũng hỏi thăm cậu cả làm đâu, mình gió bẽ cả mặt Chả nhẽ lại nói dối Rồi bà chép miệng Dối người ta thì được đấy Nhưng lúc người ta đến nhà Người ta thấy cậu cả ngồi lulu, Người ta cười cho Cho nên dù xấu hổ Cũng phải ngượng đáp Cháu vẫn ở nhà Chuyên biết giờ hành hình sắp đến Chàng buốt ruột quá Cơm xẻo là thế Mà chàng tưởng như và sỏi Chàng lại nghe cả thấy tiếng kêu lạo xạo nữa Giá có thể ăn xong bát ấy đứng dậy được, chàng đã chẳng còn ngồi. Nhưng không, dấu hiệu phản kháng ấy sẽ làm cho bà ký thịnh nộ ngay, chàng đã bị mãi rồi. Bà ký tiếp luôn mũi rủi nữa. Ấy, ông anh cứ ở nhà đuổi gà mãi, cô em rồi đến ế chồng, lấy vợ kén tông, lấy chồng kén giống, ai người ta dạy gì, người ta hỏi em ông thất nghiệp. Rồi bà vừa cười vừa bảo con gái, khô có phải ở nhà đến già đừng có oán anh ông ký biết điều hơn ông nhìn vợ mấy lần để bà ký im đi nhưng bà ký có im cho đâu lòng thương con buộc bà phải nói nói mãi nói kỳ cùng cái ngửa cho đến khi nào tìm được việc cho con thì thôi thấy vợ không ngớt cơn mưa đá ông ký bẻn can thiệp nghĩa là ông đàn dài để bênh vực con công việc mỗi lúc tìm được đâu phải dần già chứ đến ngay tôi làm sở mấy chục năm cũng không tìm được cho nữa là khi người ta đã chủ tâm làm một việc gì, ai hơi chạm vào, người ta chu chéo lên ngay. Bà ký đời nào chịu để chồng bà dung túng cho con thế. Bà liền áp ngay, áp thẳng thừng. Hơ, ông lại nối giáo cho giặc thế thì chết. Ông lại dướn cậu ấy lên, cậu ấy lại nằm ăn vạ tôi hàng năm. Tôi lấy gạo đâu tôi nuôi. Truyền biết trước thế nào mẹ chàng cũng bổ cho chàng một búa lớn khi thấy cha nói đỡ hộ. Ý chừng ông ký biết Nói nữa chỉ tổ làm ngòi cho vợ châm đành phải thôi. Nhưng ông sợ vợ ông chưa tha, bèn hỏi bà một câu để sát câu chuyện về phía khác. Mợ xem có ai bán xa lông, mợ bảo tôi nhé. Bà ký đặt bát, ngẩng nhìn ông một cách ngạc nhiên. Cậu mua xa lông? Chắc ông ký cảm thấy câu hỏi ấy nó có tính cách trầm biếm, bèn đấu dịu. À, bác Trung bác ấy nhỏ đấy chứ, tôi thì mua làm gì? Bà ký à một tiếng lạnh gáy lại tưởng cậu định mua nữa thôi để khi nào cậu cả đi làm rồi hãy tính đến những việc ấy chứ bây giờ giá có xa lông cũng chẳng có chỗ bày. cái tài của bà ký là không cứ trường hợp nào bà cũng có thể lợi dụng để dạy con chuyên ăn vội cho có thể đứng dậy một cách nhanh chóng chàng thấy nếu không thoát ngay nơi chiến địa sẽ phải ngã gục bây giờ hết bát thứ hai chàng đứng dậy bất hạnh cho chàng cô em gái lại hỏi một câu để đến nỗi chàng lại bị một búa nữa. Mà bao giờ chả thế, búa cuối cùng vẫn nặng hơn. Sao anh ăn ít thế? Mới có hai bát. Bà ký mắng con gái để vùi con trai. Lên đồn xuống phủ gì mà chẳng ăn ít. Thử đi làm xem, lại không đánh thùng bất chi thình. Cây nghề không làm ăn gì, nó trẻ người, không ăn được. Bà đả động cả đến luật vận động. Bà cắt nghĩa sự không ăn được để nhả ra cái nghĩa vô công rồi nghề của con bà. Cái khổ vô cùng chi khổ của chuyên là ăn xong mà đi thì bị mẹ mắng, vơ váo xong giam ba bát, mắt trước mắt sau là rảnh. Gian nhà hẹp lòng quá, thành thử đứng đâu, ngồi đâu cũng trần trần, không thoát được phải đối diện với mẹ. Mà mỗi khi để bà ký trông thấy thì lập tức bà nói, miếng đá nam châm ấy cứ thấy sắt là hút. Chả lẽ chàng lại xuống bếp cho khuất mắt nhiều bận không thể chịu nổi, chàng cũng đã xuống bếp đấy, nhưng bà ký có tha đâu. Bà gọi móc lên để lại nèn cho một câu. Con dai, cái lệ đầu lại cứ chui xuống bếp, chẳng trách được suốt đời. Không biết người xưa đã hiểu sâu xa đến thế nào về hai chữ rủi may để có thể nói phúc bất trùng lai, họa vô đơn trí. Chuyên, chàng hiểu lắm, hiểu hơn ai hết, vì cái họa chàng chịu với mẹ không đơn trí mấy khi thật. Nhiều bận lắm rồi, nhiều lắm rồi. Đã tưởng cơn sấm chấp nhời tắt sau khi Mỹ bưng mâm cơm xuống bếp. Ai ngờ một bà béo phục vịt lại chơi, bà cầm nải chuối tây, quả to bằng cổ tay bà, bà cười xị đôi má. Thầy cháu bảo đem sang biếu ông bà. Kéo ghế cho bạn ngồi, bà ký hỏi. Ở đâu có cổ quý thế này bà chị? Một nụ cười hợm hĩnh, bà ta trả lời. Ấy, anh cháu xin việc hộ người ta, người ta đem biếu đấy ạ. À? Thôi, thế là chết, chết không còn kịp ngáp. Truyền chống ngực đập thình thình. Tài hòa sắp đến cho chàng đây. Quả nhiên đúng, bà ký không giữ thể diện cho con, nói đốt ngay. Đấy cậu xem, cậu xếp bên ấy cũng bằng tuổi cậu, mà danh giá thế đấy. Rõ thật mua tiếng mua tằm cho bố mẹ. Còn cậu thì xì xị suốt ngày, chẳng chịu thương chịu khó. Bà bạn đã không biết nỗi khổ tâm cho chuyên, chêm thêm một câu, làm cho bà ký nhìn con một cái nhìn, không còn có chữ để tả nữa. Chùa như giấm, đắng như mướp đắng, cay như vỏ quýt. Ấy anh cháu từ năm ngoái đến nay, giúp được khối đám ra đấy. Bà ký đưa chầu vào tận tay bạn bợ đỡ. Tôi bảo hôm nào cho cháu sang, để nó nói với cậu xếp bên nhà, xem có việc gì giúp cháu. Đã cực nhục chưa? Truyền tái mặt. Mẹ chàng đã làm lông chàng ghê quá Mẹ chàng không từ một khoảng nào Đời tuổi nhà ai trước mặt khách Mẹ cũng hạ nhờ như thế không Lần này lòng tự ái bị bung dử quá Chàng nghiến răng nghẹn ngào Còn đã có chỗ rồi ạ Còn đã gửi đờ măng Chỉ tháng sau người ta gọi Bà ký còn lạ gì thứ giọng ấy Bà phát tức Bà không nể nàng có mặt khách Nói luôn Này, thôi đi cậu Cậu thì một trăm đờ măng rồi tháng nào cũng đờ măng, mà tháng nào cũng thất nghiệp. Rồi quay sang phân vua ngay với bạn. Đây bà xem, cứ dở dở ương ương thế, bà bảo làm đâu? Thấy ai là người tử tế, có dám dằn mặt đâu? Bà bạn tỏ sự tử tế bằng một câu hỏi, có tính cách một cái tát. Thế cậu có đỗ đạt gì không? Để tôi bảo cháu giúp cho. Khi cổ đã bị chèn bởi uất ức, ai có thể nói được? Gia dĩ người hỏi lại tống thêm một chùy vào gáy. Truyền chưa kịp đáp, bà ký lườm con dục. Kìa nói đi, bà hỏi. Rồi theo luôn hàng chục cái chép miệng, vẫn không thấy con khai khẩu. Bà ký nén giận, đáp hộ. Cháu đã đỗ xếp phi ca. Bà bạn đưa tay ngoẹt môi. À, thế thì được. Đưa tay lên chán, bà nghĩ. Cái cậu gì gì này, con bà cai tùy. Chẳng đỗ đạt gì cả, cháu cũng xin cho chân coi kho. Bà ký vổ ngay. Vâng, chăm sự nhờ bà, bà nói hộ với cậu cháu xem, có thể giúp cháu. Bà bạn, tuy không vanh mặt ta đây kẻ giờ, nhưng trả lời rất hợp. Vâng được, đến người ta cha vơ chú váo, cháu còn tác thành cho nữa là cậu ấy đây. Rồi quay bảo chuyên. Hôm nào rỗi cậu cứ sang chơi, tôi bảo cháu cho. Chỗ anh em, chẳng giúp nhau giúp ai. Cậu mà kiếm được việc làm, chúng tôi cũng mừng. Rồi lại phủ du chịu khó đi làm giúp đỡ cha mẹ cậu ạ à. tôi thấy bà chật vật lắm lúc cũng thương chị em cái thẻ không làm thế nào được đành phải chịu truyền nảy đó mắt quả tim muốn nhảy ra khỏi ngực máu gần như sắp xẻ thịt vọt ra trời ơi người ta lại chửi chàng đến thế này ư người ta lại bêu diếu cảnh túng thiếu gia đình chàng quá lắm thế này ư chàng tưởng chừng bức tường chàng đứng gần sụp ngói trên mái liệng xuống từng viên nhọn hoắt một chất nóng nóng cay nóng của viên gạch áp vào má nhưng đã bảo khi con người đã thất thế nhất thất thế vì không kiếm được tiền còn dám há miệng truyền chết lặng cả đầu gối run bắn mồ hôi sau lưng ướt đầm cái sơ mi lụa của ông anh thải cho mà em gái chàng vẫn chế là sơ mi thừa tự lúc này dán chặt vào thịt bởi lượt hồ mồ hôi chàng lừa lúc mẹ chàng tha thiết với bạn lẻn ra ngoài biết thẳng một mạch về đầu phố Chuyên đi một quãng thì có tàu, chàng nhảy lên. Chàng đưa một hào chỉ để lấy vé. Người bán vé, tay luồn vào tập vé, định xé một cái. Nhưng mặt vẫn ngẩn chịu chuyện người đàn bà quen. Chuyên nghe thấy bác server đáp trong một cái chạc lưỡi. Ở nhà mãi túng lắm cô ạ, à? đành phải làm vậy, chứ tìm đâu được chân ký bây giờ. Và chàng lại còn thấy người đàn bà đáp. Ui chào, thời buổi này, cứ làm gì có tiền thì thôi tốt ông, không tiền cũng vứt đi. Bác sơ vờ lại nhăn nhó. Tôi cũng đã tìm mãi đấy, có được đâu. Ở nhà mãi, ngượng với nhà tôi quá. Việc, việc, ở đâu cũng việc, xóa nào cũng việc. Tiếng bác sơ vờ nói, có đôi càng cao của con cò đồng, chạy miết vào vành tay chuyên. Chàng thấy giận gáy, không phải nghĩ đến những giản phạt của mẹ. Nhưng nghĩ đến chỗ, nếu một ngày kia Bật đặc dĩ chẳng phải là một việc tương tự như việc bán vé của bác server. Chàng sẽ xấu hổ chết mất. Tàu đỗ ở bờ hồ, một chàng âu phục, đầu chải bóng, đến trước mặt chàng với một câu tiếng Pháp. Tôi là trí thức thất nghiệp, xin ngài giúp tôi món tiền nhỏ. Không ngần ngại, chuyên đưa cả tám du bác server vừa trả lại. Chàng âu phục cúi đầu chào rất lịch sự, rồi đi. Nghĩa là đứng lại trước mặt người bên cạnh chuyên, và cứ như thế cho đến hết toa tàu. Khi chàng ta ngồi xuống, một ông mặt gân guốc, có tí xanh đỏ ở ve áo, đánh diêm kêu đánh xòe, đưa lên điếu thuốc lá, cắm ở cái bót ngà, nhìn theo bình phẩm bô bô. Người như thế đi ăn xin, không biết nhục. Tôi không bao giờ cho những hàng ấy, để cho họ chết đói. Sao có tay, không ốm đau tàng tật, lại phải đi ăn xin. Một bà mặt tròn như cái nắp chát để trên đùi nói góp người ta không có mới phải đi ăn xin trông mặt mũi cũng sáng sủa tức thời vấn đề chàng âu phục lên xin tiền trên tàu được khách hàng thi nhau bàn luận có phải ủng hộ nghĩa là dựa vào lòng thương và có phải đà đào nghĩa là công kích kịch liệt chàng kia tặng cho những danh từ đồ ăn bơ làm biếng đồ đại lãn đồ ăn mày đặc sắc nhất một ông áo xa khăn nhiễu giày vét ni ngồi ở phía giữa khôi hài một câu thấm thía Chuyện, thời buổi này, nghề gì cũng tiến. Sao nghề ăn mày lại không? Công tử ăn mày thế mà pho đấy. Ông ta nói xong, cười một chuỗi cười kêu lột sột. Phái phản đối một người rêu sao. Nó là thằng nghiện đấy, trò nó lắm, nó chỉ hút thuốc viện hết thôi. Cứ bập tai cho cu cậu giam chiếc là bận sao cạch. Trò chúng nó thế, để chúng nó hư đi. Những quân ấy phải xỉ vào mặt nó mới kiêng. Một bà đàn dài Người ta có khốn lắm mới phải đi xin Ai muốn thế Chắc lại quan viên thất nghiệp chứ gì Ai không có công ăn việc làm mà chả thế Trời ơi Cái lưỡi thất nghiệp Nó chẳng khiếp quá Cầu thiên võng khôi khôi Sơ nhi bất lậu Lúc này chàng muốn đổi ra Thất nghiệp võng khôi khôi Sơ nhi bất lậu Lưỡi thất nghiệp Tùy thưa mà không thoát Ở đâu, gió nào Tài cũng phải nghe cái tiếng ác hại ấy rồi không biết tại sao, bỗng chàng thấy ngượng, tay đang khuỳnh vào háng, bỗng thõng xuống. Chàng có cảm tưởng như mọi người nhìn vào chàng, còn mắt mọi người đang chu du trên bộ quần áo tàng tàng của chàng. Đến khi cúi xuống nhìn, hai miếng vá ở hai bên cạnh sườn mũi giày nữa, thì ôi thôi. Cây chứng chỉ thất nghiệp, bầy lù lù ra kia rồi. Chàng nghĩ giá lúc ấy có thể ngồi thu chân vào gầm ghế, thì đỡ ngược khổ nỗi chàng lại đứng, mà người xuống vơi rồi, thành thử càng lổ lộ, lộ. Tiến lên, một hai bước lại sợ phải cất chân lên. Bốn miếng vá sẽ chỉnh trinh với thiên hạ, sự tang thương của nó. Mặt chàng đỏ dư, chàng thẹn, thẹn cái thẹn của anh chàng thi trượt phải đến ý kiến bố mẹ vợ. Tàu đỗ ở hàng đậu, chuyên xuống, chàng đi lùi thủi về phía bến nữa. Đến nhà bạn ở bãi Phúc Xá, chàng gặp trên vỉa hè hai ba người chạc tuổi chàng chồng cũng bơ phở như chàng, tay cầm tờ giấy trắng cuộn tròn. Rõ ràng họ cầm đờ mang đi xin việc, chàng trông bộ diện họ. Anh nào đi cũng gión chân, thật đúng với câu chân không đến đất, cật chẳng đến rời, và ma quỷ ơi là ma quỷ. Giày anh nào cũng rất sẹo như giày chàng, áo anh nào cũng mất nguyên sắc như áo chàng. Cái màu tàu tàu, ở đâu chẳng tố cáo sự túng thiếu, chàng thở dài nhìn họ, rồi nghĩ bụng việc đâu bây giờ vạc đơn cho nó mỏi quả nhiên cái anh chàng đi đôi giày trắng vì mặc quần ngắn mất một gấu hở chân cho chàng biết không có bít tất rẽ vào một nhà chưa bước vào chưa bước vào mới đến cửa anh chàng đã vội đưa tay lên nhắc mũ úp vào ngực với bộ mặt kính cần thôi đích rồi anh ta đi xin việc chứ gì tò mò đi đến nơi chuyên dừng lại ngoài tủ kính chàng tảng lờ như xem hàng chàng khẽ đưa mắt lên nhìn xem anh chàng làm gì? Chàng thấy anh ta khúng núm, đưa tờ giấy cầm tay cho một ông ký giả, dâu hình cánh chim vỗ sắp bay. Ông ký giả liếc qua, rồi đưa trả, lầm bẩm nói mấy câu gì. Chàng không biết, rồi thấy anh chàng bẽn lẽn đi ra. Chuyên lắc đầu, chàng thương anh chàng đi xin việc quá. Giá lúc này chàng có vài đồng bạc trong túi, quyết ngay. Không có tiền, chàng cũng gọi thiếu niên lại để an ủi một vài câu. Không biết trường hợp này đưa cầu đồng bệnh tương lân có được không? Thiếu niên đứng lại. Ông hỏi tôi. Vâng. Ông có việc gì? Không, tôi không có việc gì cả. Ông đi tìm việc làm phải không? Phải. Tôi thấy người ta mách nhà vừa rồi muốn mượn thư ký. Tôi đến xin không được. Người ta bảo ông thế nào? Người ta bảo không thiếu người. Thấy thiếu niên cầm quyển sổ, truyền hỏi. Trước ông làm ở đâu? thiếu niên giở quyền sổ đưa cho chàng xem một tập giấy nhận thực của các sở thiếu niên làm qua tất cả 6 cái và cuối cùng giở nốt quyển sổ đây là quyển li fresco lai của tôi ở trường bưởi tôi học đến năm thứ ba thì thôi ghê chưa học đến năm thứ ba trường bưởi nghĩa là sắp đỗ điệp lôm nghĩa là giá học thêm một năm nữa sẽ đủ tư cách thi vào toàn quyền thống xứ, tòa xứ, nghĩa là có hy vọng ông phán và nếu có trí ra ông tham Nghĩa là hơn chuyên 100 từng. một trăm tầng Một roi một vực Thế mà cũng thất nghiệp Cũng vác đơn vào cái cửa hàng Không lấy gì làm bề thế lắm ở một phố An Nam À cuộc đời Biết thế nào mà nói Chữ nghĩa như thế cũng phải lêu đêu Làm vẹt hè thành phố Người thế mà còn thế Mình chắc gì Mình đã làm gì có những chứng chỉ của sở nọ sở kia Lại chứng chỉ có chân đánh máy Tốc ký Cả công tác nữa tải ba như thế không kiếm nổi cơm, mình rồi đến chết đói. Thật không lúc nào bằng lúc này, truyền cảm sâu xa câu, thấy người nằm đó biết sau thế nào. Có học có nghề trong tay còn không kiếm được việc, mình cái anh tay trắng, học hành chỉ đáng học trò người ta thì. Ông nghỉ việc đã bao lâu nay? Tôi nghỉ từ tháng 6 năm ngoái. Một năm nay cơ à? Vâng, ngày nào tôi cũng đi xin việc, mãi bây giờ cũng chưa được khi thiếu niên tử xã truyền bước đi thấy vương vướng hình như có cái gì bằng sắt kết thành những vòng liên tiếp móc ở cổ chân chàng nhìn thiếu niên thở dài không chắc đã phải thương người gấp khúc đâu có lẽ chuyên thương mình thì đúng hơn thương cái thân hèn mọn của mình rồi tìm đâu được việc những tiếng riêng móc của bà ký từ đâu đến đập vào tai chàng nghe rõ mồn một không chịu cậy cục rồi đến chết đói cứ sườn sượt nằm dài ở nhà, rồi khối việc ra đấy. Đầu chàng bị những ý tưởng đen tối đẻ sập. Chàng muốn ngẩng lên quá, mà không thể. Nó làm sao ấy? Hình như bàn tay bí mật nào dìm đầu chàng xuống. Tần thấy bạn gieo to. À anh Chuyên, sao độ này lâu đến thế? Bận à? Chuyên giơ tay bắt. Bận quái gì đâu, lời đi thì có. Tần gọi vợ tiếu tít. Đu nước anh sơi mình Vợ Tần trong nhà bước ra Cầm chai chè đặt trên bàn Kìa anh Chuyên Sao lâu anh không lại chơi Có đi được đến đâu Vợ Tần nhăn nhó Đã đành anh đi làm thì bận Nhưng chủ nhật nghỉ cũng đi được chứ Chuyên không muốn nói dối Thú ngay Tôi nghỉ đã lâu rồi chị ạ à. Có đi làm nữa đâu Ồ thế sao anh không lại chơi Tần vỗ vào vai bàn đánh sầm Rõ thật con mèo Nghỉ sao không bảo cho người ta biết Tháng trước vừa khuyết một chân Người ta mách con bác Thảo bên cạnh Nó xin được ngay Ký kho Son 21 đồng Truyền ngẩn mặt tiếc Khổ quá Thế có chết không Nào ai biết đâu Vợ Tần cười bảo chồng Cậu rõ thật Chắc anh Truyền không muốn đi làm Ở nhà buôn bán chứ gì Truyền nhằn nhó Khốn nạn Thế đã nên chuyện Chạy rớt chán không tìm được việc đấy chị ạ à? Thật không anh? Tôi lại dám dối chị nữa hay sao? Vợ Tần nhìn chồng để chia sẻ sự tiếc rẻ với bạn Hoài của Biết thế mách anh ấy Có phải anh em cùng làm một sở Đi về có nhau không? Nào ông ấy có nói đâu mà biết Thôi thế từ nay Anh để ý giúp tôi xem nhé Nghỉ nhà mãi Chán lắm rồi Lại túng chết người nữa chứ Vợ Tần cười Gớm, anh lại sợ chúng tôi vay mượn hay sao đã phải kêu trước thật đấy chị ạ à? vẫn không tin vợ tần tiếp có đều anh ở nhà buồn muốn đi làm thì có chứ làm thì được bao nhiêu chắc đã đủ cho anh tiêu vặt chưa chị cứ tưởng thế tôi không đi làm mợ tôi nói lôi thôi khiếp lắm à các cụ muốn anh đi làm đi lụng cho nó ra vẻ chứ các cụ cần gì câu ấy càng làm cho chuyên nghĩ đến những sự mẹ giết móc chẳng thẫn thờ con đi làm cũng có hơn chứ một tuần lễ sau bà hào hấp tấp trở lại gặp bà ký bà vui mừng nắm tay bạn may rồi may rồi tôi đến báo tin mừng cho bà chị đây gì thế ạ cậu xếp nhà tôi bảo tôi đến ngay tìm cậu cả có việc rồi nói xong bà lau mồ hôi kể công gớm giời nắng trang trang mà cả một hào xe nó lại bắt bí nó không đi tức mình quốc bộ cho cu cậu trơ mắt. Bà ký vội vàng lấy quạt, quạt phành phạch cho bạn. Đây tôi đã bảo cậu cháu nhà tôi, thế nào rồi bà cũng tìm việc cho cháu mà. Tôi bảo ngay cậu cháu, Bè bạn của tôi là thương tôi lắm, không như người ta. Bà Thảo đường nịnh, ghé vào tay bạn thì Thảo. Ấy, khẽ khẽ chứ, không thiên hạ họ dôn sao. Chán vạn người cầu cạnh cháu, mà cháu nhất định không nghe. Thật ra bà ký không thể tin được cái lý gần như vô lý của bạn cũng đáp xuôi vâng tôi đã hiểu ạ à. lại kéo tay bạn bà hào nhìn trước nhìn sau như xem không có ai mới nói bà hếch mắt mấy tháng trước đã có đứa nó ghen ghét nó bỏ giấy cháu về nói chuyện thế bà ký tuy vẫn biết tính bạn hay làm ra to chuyện nhưng cũng làm ra bộ lo lắng ây chết để tôi phải dặn cháu đừng nói với ai rằng cậu xếp cất nhắc cho kẻo tiếng tam vỡ lở, người ta đồn đại. Như được tưới vào ruột gan một bồn nước, bà Hào nở một nụ cười kiêu hãnh, bà lại níu tay bà ký. Không giúp được cháu là tôi đứng ngồi không yên, hàng xứ kia còn đùm bọc được nữa là con cháu trong nhà. Cái thói kênh kiệu của những kẻ đắc thế là một thứ gì chẳng thể không có ở Trần San. Bà Hào đã dùng những danh từ không đúng chỗ. Bà đã tự cho mình cái quyền đùm bọc gia đình bạn. Bà lại cũng tự cho quyền gọi phang con bạn là con cháu trong nhà bao giờ cũng thế loài người là giống hay vu khoát khi được việc cho ai công lệ này đã cai trị cả những hạng tai to mặt lớn chứ đừng thèm nói đến bà hảo bà hảo dẫu sao cũng chỉ là đàn bà mà đàn bà nghĩa là khi lòng tự ái được nịnh nói vung tứ linh coi rời cũng không bằng vung giá như những khi mua họ hay họp nhau ở cửa đền cửa phủ bị ai trịch thượng bà ký đã bắt bẻ ngay nhưng bây giờ bà yên lặng chẳng những đã không mếch lòng bà lại còn sung sướng được bạn khi thị mình bà làm ra bộ vồn vã hơn nữa bỡ đỡ giá bà không giúp cho cháu thì chưa biết đến bao giờ cháu mới có việc làm rồi kéo tay nói nhỏ vào tay. ấy thế rồi mà thiên hạ cũng biết cả đấy rồi lại chả chán vạn người cầu cạnh mình ấy à như cái bánh cao su đã căng lại được bơm thêm bà hào sướng sơn nhưng còn làm bộ xua tay. Chết chết, đừng có cho ai biết. Ghen vợ ghen chồng, không lồng bằng ghen ăn. Nhớ lúc họ ghen ghét lại dây ra. Không còn gì để trưng nữa, bà Hảo bèn tiếp. Thế cháu đâu? Gọi nó về đây chứ. Bà ký nhìn trước nhìn sau, rồi gọi vọng vào trong nhà. Mỹ đâu? Ra mọi nhờ một tí con. Mỹ đang mang sơ mì cho ông ký, vội chạy ra, nàng lễ phép chào bà Hảo. Lại bà Bà ký hỏi ngay con Thế nào? Truyền nó đâu? Anh con vừa đi đâu ấy ạ? À? Cô chạy đi tìm nó về cho tôi Rồi nhìn bạn bà, bà chép miệng Ấy, khổ thế đấy bà ạ Công việc chả có Cứ đi lang thang cả ngày Tôi lắm lúc cứ não cả ruột về nó Không đi làm thì túng đã đành Lại còn xấu hổ với ông cả bà nhớ nữa chứ Một lát sau Mỹ chạy về Nàng thở hồng hộc con sang nhà anh Bích Anh ấy bảo đi đánh cờ ở đâu ấy Thế là tự nhiên cái mặt tròn xoe của bà Hảo rúm lại Lại cờ với quạt nữa cơ à Bà ký thở dài ỉu mặt như để cho bạn thương mình Tôi thật cũng là cái thân tội Được ông con chẳng chịu làm ăn gì Chỉ rồng dài quanh năm Có nói thì bố lại bênh trầm chập Bà Hảo nói đỡ Thôi từ mai trở đi thì chả lo nữa Răng đến giảm răng tròn Cứ đi làm là mất rong chơi rồi bà cười hành hạch Tôi phải mua cho cháu cân lạp xương Chốc cháu có về Bà bảo cháu lại đằng tôi Để cậu xếp nó dặn cách thức Bà ký cho cái sự con đi vắng như thế Có lỗi với ân nhân Bà liền nịnh thêm một câu Bà chọ con gái cười bảo Còn cháu bà nữa đây Bà xem có đám nào Nên ông nên bà thì đánh tiếng cho cháu Câu nói ấy làm cho bà Hảo được dịp lên câu Được rồi Lo gì Cậu xếp nó khối bạn giặt những người danh giá cả, để rồi tôi gióng giả cho. Quay lại nói với Mỹ, cứ là cháu bác thì khối đám giòm giỏ, rồi oang oang. Nào, thế cô muốn kén ký phán hay tham nào? Cháu bác muốn gì nào? Mỹ thẹn đỏ mặt, lủi mất. Truyền thất thẻo đi về, chẳng có vẻ mệt nhọc, ngồi phịch xuống ghế. Bà ký ở trong bếp chạy ra, giá mọi khi thì bà đã hỏi mấy câu. Nào, cậu đi đâu về nào, có được cái tích sự gì không? Nhưng lần này, thường lệ ấy bị tước hẳn, chỉ vì chuyên bây giờ không thất nghiệp nữa. Chỉ qua đêm nay, sáng mai con bà đã hiển vinh rồi. Bà ngọt ngào hỏi chuyên. Con đi đâu về? Đi những đầu mà cỏ may bám đầy quần thế kia? Chuyên ngạc nhiên về chỗ mẹ để ý đến mình, về chỗ mẹ không hạch sách mình, về chỗ mẹ dịu dàng, không lôi đỉnh như mọi khi, và về chỗ mẹ gọi mình bằng con. Hỡi ơi, sự ngạc nhiên của chuyên mới não lòng làm sao? Người con lấy làm lạ là khi được mẹ gọi bằng con. Thật là trên sự quái gở Thật là trên sự mỉa mai. Thật là trên sức tưởng tượng của loài người. Tỉnh mẫu tử, cổ nhân vẫn ca tụng. Trong trường hợp này đã mất cái nghĩa đáng ca tụng của nó. Chuyên vừa nhặt cỏ may vừa đáp. Con xuống bãi thuốc lá, tìm người bạn cũ để nhờ xin việc. Anh ấy làm ở sở nước đá, anh ấy hứa chỉ nửa tháng sẽ kiếm được việc cho con. Câu trả lời của chàng có cả hai nghĩa của sự biện hộ. Chàng sợ nếu không nói rõ cái cớ xuất hành của mình, mẹ chàng sẽ mắng cho một trận nên thân như mọi ngày. Nhưng không, cái áo giáp chàng tưởng cần để hứng những tiếng chỉ tiếng bấc vô dụng cho chàng. Bà ký hảo đã thay đổi số phận cho chàng rồi. Bà ký làm bộ thương hại con. Giỏi nắng nồi thế này, đi làm gì cho khổ thân? nhỡ ốm một cái thì làm thế nào? Không biết anh chàng đi săn bị hổ vồ, không ăn thịt cảm giác thế nào. Chứ chuyên, thì chàng không thể không giật mình về sự không bị mẹ mắng. Lá bùa trấn trạch bà Hảo yểm cho chàng, chàng đã biết đâu. Con phải đi tìm việc, chứ không ngồi nhà, thì việc ở đâu mà làm? Bà Ký không muốn bắt tội còn mãi, bảo ngay. Có việc rồi, không phải tìm nữa, tôi đã chạy cho cậu rồi, mai cứ việc đi làm thôi. Truyền há hốc miệng, chàng nhìn mẹ một cái nhìn bái phục. Mai đi làm, phải không mợ? Bà ký chĩa vào tận mặt con. Phải ạ, à, cậu rửa soạn quần áo cho tôi. Cậu lại ngay đằng bà Hảo cho tôi. Lại bà Hảo làm gì hả mợ? Lại đi làm, chứ lại làm gì? Cậu xếp xin việc cho con mà lại. Còn lại ngay xem cậu xếp bảo gì. Có giấy má gì thì đem theo, không lại phải về lấy mất công. Nói xong bà ký bảo Mỹ con dọn cơm cho anh con ăn ngay đi anh con còn phải đi nhận việc cơ mà bữa cơm hôm ấy thiếu hẳn một món giếc móc suốt bữa bà ký vui vẻ hỏi con gái một câu lại hỏi con trai một câu nụ cười luôn luôn đậu trên môi bà ký bỗng bà dừng đũa chỉ vào quần chuyên bảo mỹ dọn dẹp xong còn giặt ngay cái quần cho anh con đi lấm bé lấm bét thế này từ mai giờ đi cô phải trông nom quần áo anh cô cho cẩn thận ở nhà thế nào xong thôi Đi làm phải cho nó tươm tất Không người ta cười cô đấy Khi chuyên đi khỏi Bà ký gọi Mỹ lên Bà ngồi tỉ tay vào cái cháp Nhai chầu bỏm bèm Cái dáng ngồi của bà khác hẳn ngày thường Chồng rõ ra phết mẹ ông ký tương lai Bà chỉ ghế bảo con Cô ngồi đây Tôi hỏi cô vài việc xem nào Mỹ vừa ngồi xuống Bà đã lại chỉ cái ống nhổ lúng búng Mỹ đưa ống nhổ cho mẹ hỏi ngay mở hỏi gì con? Bà ký gión miếng trầu ở lưỡi, đưa ngang mắt xem có đỏ hay không rồi mới đáp. Có phải hôm nọ cô hàng gạo cô ấy rủ chơi họ không? Vâng ạ. À. Họ bao nhiêu? Họ 400 mạng, mỗi tháng đóng 20 đồng. Bà phán, bà xếp, bà thuận thái, có ai chơi không? Bà phán bà xếp không chơi ạ, à? nhưng bà thuận thái lại chơi những hai bát. Bà ấy dâu nhỉ mợ nhỉ? Chuyện! vì thường bất phú buồn bán lại trả dầu nữa thì vừa sao bà phán bà xếp không chơi mợ nhỉ không có tiền thì không chơi chứ sao cô tưởng mỗi tháng đóng hai chục ít à lương tham biện cũng chưa chắc đã ngồi được một bát thế mợ định chơi à cũng định chơi một bát nhưng không biết có được đứng đắn không hay lại lươn khươn như vợ ký nền thì chết gớm mợ nói ai cũng như nhà cô ký nền ấy thì vừa cầm cái họ lại chỉ định ăn không của người ta thì người ta kiện cho bà ký chặt lưỡi trời họ thì phải chọn mặt mà chơi chứ mỗi lúc thừa kiện thì còn gì là tiền nghĩ một lát bà tiếp để mợ hỏi bà thuận thái xem nếu còn thì mợ chơi một bát thẳng chuyên nó đi làm rồi phải chơi bát họ chứ không cần đến tiền thì vay ai mỹ ngây thơ hỏi nhà ta thì bao giờ cần đến bốn trăm mà phải chơi họ bà ký lườm yêu con một cái rồi cười cổ rõ thật có lớn chẳng có khôn chỉ sợ không có tiền chứ lại lo không có việc tiêu rồi bà lộ trên khuôn mặt một nét ưu tư rồi còn phải xem đám nào con nhà tử tế hỏi cho anh cô chứ lồng bồng mãi thế nào được mỹ cười thẹn anh ấy mới có hai mươi mấy lấy vợ làm gì sớm hả mợ bà ký mắng yêu con không lấy vợ cho nó thì ai giúp cô đi Mỹ ngẩn mặt, không hiểu mẹ nói thế nào, nhưng cũng không dám hỏi. Nàng nói sang chuyện chơi họ. Mở biên lương anh ấy bao nhiêu mà mợ định đóng tháng hai chục? Cậu xếp, lương những sáu chục một tháng, nó lại không được một nửa lương của người ta à? Nhưng biết anh ấy có làm được lâu không? Đang vui vẻ, bà ký sầm mặt mắng ngay. Ăn với nói, chẳng nghĩ trước nghĩ sau gì cả. Chỉ được cái bạ miệng. Mỹ tiêu nghỉu, cúi gầm mặt bà ký bồi luôn cho nàng một câu thôi xuống giặt quần áo cho nó đi chẳng được tích sự gì cả bà ký giận con gái đã làm gở bà rõ thật có nhớn không có khôn ai lại đi của quang công việc làm của anh bao giờ không nếu là đi buôn đi bán có lẽ đã gặp sự không hay bà ký bực mình một lát chỉ thoáng thế thôi bà lại phục hồi ngay bà sang bên bà thuận thái hỏi thăm về bát họ Ngõ Tân Quỳnh có tất cả 14 mái nhà, bà dọn đến sau người ở trước trên 2 năm. Nghĩa là bà là tay kỳ cựu của ngõ đấy, 14 gian nhà cùng một kiểu, cửa sổ giống nhau, màu sơn giống nhau, cửa chính giống nhau, sân sửa giống nhau, nghĩa là một cái là cả 14 cái. Lượng phẩm hòa đồng, có khác chăng là cái lòng của những gian nhà ấy. Vài gian cửa những gia đình phong lưu một chút, có sập, tủ khảm, quạt máy và một gian của cậu phán kèn nói danh từ này ngõ tân quỳnh đặt riêng cho cậu ta vì cứ chập tối dần ngõ cơm nước xong cậu phán vặn kèn nói cho dần ngõ nghe nhờ Cây đĩa cười của cậu đã làm cả những ông cả bà nhớn cười như nắc nè cười đến mất hình thù nguyên thủy của con người cậu phán kẻn nói sở dĩ chiếm được cái danh này không phải hoàn toàn trông cậy ở cái máy thu thanh ở cái vật vô tri giác này cậu còn do tài năng mà chiếm được mỹ tử ấy Tài nói nhanh, nhanh gần bằng kèn nói. Dần ngõ Tân Quỳnh đã phải bảo nhau. Giá ngõ ta cãi nhau với ngõ Lý Hòa, có cậu phán kèn nói chắc không thua. Tay cựu chào nhất là cụ xếp bích. Cụ đến ở đây từ lúc chưa ai thuê lấy một gian. Năm ấy ông Phán Xuân hãy còn học ở ke, cổ thông nó mới mười mấy. Chính tảng đá ở cổng ngõ đi vào là cụ chôn ở đấy. Vì chẳng biết xem sách nào, cụ nảy ra ý kiến, yểm tảng đá cổng ngõ cho dân ngõ làm ăn được yên ắng. Thầm ý của cụ đáng nhẽ không ai biết Nếu không có một hôm Bà chủ 14 gian nhà Gọi là bà xà xê Gọi theo tên chồng Hỏi cụ xếp để cụ cười rung râu mà đáp Tôi chôn tảng đá ở đấy Bao nhiêu tả ma không dám bén mảng đã đành Lại còn có nghĩa Ai dọn đến đây Không bao giờ đi nữa Cứ ở cho đến khi chết Vàng đá mà lị Hiểu chưa Thế là cụ chủ với cụ thuê cùng cười Sau một cái nhìn đàm thắm ngõ Tân Quỳnh, kém ngõ Lý Hòa, bên trước cửa ở chỗ ngựa xe rộn dịp, vì cả ngõ, chẳng ai có cái xe nhà nào. Nhưng hơn ở chỗ, không hay có người dọn đi. Chẳng biết có phải kết quả của tảng đá hay không. Ngõ Tân Quỳnh lại hơn ngõ Lý Hòa, ở chỗ hoạn nạn đồng tương cứu. Nghĩa là nếu nửa đêm một người trúng phong, có thể đập cửa hàng xóm, xin tí dầu đại quang hay nhị thiên đường, và quan, hôn, tang, tế, được dân xóm thành thực chia buồn hay chia vui. Chứng cớ, mấy đám xác các con ông Phán, con bà Thuận Thái, con ông Đội Nghi, đám cưới cô Thành và đám khao hàn lâm ông Phán bửu gian cuối. tang ư, dần ngõ cũng đối chướng, vòng hoa. Hôn ư, dần ngõ cũng nước hoa chỉa vôi. Dần ngõ quý nhau đến bực, ông Phán bửu được hàn lâm trước khi về làng khao, khảo ngày ngõ. Nhưng không phải vì những lẽ trên dần ngõ được tiếng hoạn nạn, đồng tương cứu. Những vụ bà nọ thiếu tiền giật lửa bà kia, những vụ cho nhau vay gạo, những vụ cứu sống nhau ở chỗ đưa một vài đồng bạc. Đấy, những vụ ấy đã làm cho dân ngõ kết thân với nhau hơn tất cả. Sở dĩ dân ngõ có cảm tình với nhau như thế là vì ở với nhau lâu. Người mới đến là ông đội nghi cũng được nửa giáp cơ mà. Bà ký ở nhà bà Thuận Thái ra là cái tin cậu chuyên mai đi làm bung ngay. Bà đội bà phán, bà thông, nhào nhào mỗi người đến hỏi một câu, mừng một câu, bà ký chọn câu ưng ý nhất của bà đội. Xóm ta thế là không còn ai thất nghiệp, bà ký hài lòng với câu ấy, bởi lẽ nó không còn tính cách bêu diếu gia đình nhà bà, có con ma cả bông. Cái tin mai cậu chuyên cậu ấy đi làm, nổi dậy xóm Tân Quỳnh như men rượu. Bà ký hớn hở sung sướng lắm, sung sướng ở chỗ từ nay, bà không phải nghe những câu hỏi thăm dù thế nào cũng không được dễ nghe lắm chuyên đi về chồng bộ không được nhanh nhẹn của con bà ký hỏi ngay hôm nay chắc cậu nhọc lắm vừa về đã phải đi ngay rồi niềm nở thế nào cậu xem bảo mai đi làm chứ lạ chưa chuyên không đáp ngay mặt chàng lại thất sắc đi thế kia hay con bà đi đường ngộ gió hay hay làm sao thế này kìa tôi hỏi cậu mai cậu đi làm hử Cậu xếp đã bảo lương cậu bao nhiêu chưa? Vâng ạ. À. Chuyên giả nhời bất trúng bất viễn. Bà ký hất hàm bảo ngay con gái. Vặn cái đồng hồ đánh thức lên cho nó. Không mai lại nhỡ giờ đấy. Rồi bảo chuyên. Ấy, tôi đã chơi cho cậu bát họ 400 rồi đấy. Mỗi tháng đóng có hai chục thôi. Chịu khó đóng một vài năm là có giam 300 ngay đấy mà. Từng ấy tuổi đầu rồi. Lồng bồng mãi được à? Đừng lấy vợ lấy con nữa cậu sếp có hỏi giấy má không? Mai cứ lại sở, hay cùng đi với cậu sếp? Truyền thần mặt, chàng thắt ruột, khổ sở đến thế này thì thôi. Lòng tong thì làm thế nào được hở rời? Tưởng cậu sếp xếp cho chân gì? Ai ngờ chân chạy giấy, tháng vẻn vẹn có 12 đồng. Chạy giấy nghĩa là long to, nghĩa là không thể kham được. Nhưng làm thế nào bây giờ? Im đi thì cũng chẳng được. Nói ra biết mẹ có hiểu nỗi khổ tâm cho không nghĩ không còn đường nào khác chuyên đành phải thú thật con không đi làm đâu mà ạ bà ký nhìn vào tận mặt con mắt bà hình nhật bé thế mà bây giờ to bằng hai mắt chuyên bà gặng thế nào anh bảo thế nào con không đi làm anh không đi làm vâng bà ký đập tay xuống bàn đánh sầm ảnh muốn vô phúc đốn đời có phải không anh muốn ăn báo cổ mãi có phải không những danh tử tế nhị nể nang không được đắc dụng ở đây bà ký đã vô hồi kỳ trận vào mặt con à già cơm không muốn ăn à ra quân ăn bơ làm biếng nhưng mợ bảo làm long tong con làm thế nào được bà ký cười nhạt sao không làm được sao không làm được làm gì có tiền thì thôi chứ rõ thật kiếm củi ba năm thiêu một giờ mẹ lại rất chán người ta mới xin việc cho. Còn lại ông hạng không làm. Rồi bà gõ xuống bàn, hỏi giết gióng. Nào, thế anh định làm ông gì nào? Anh bảo tôi. Truyền sợ hãi nhằn nhó. Con cũng định đi làm, chứ ở nhà làm gì. Nhưng lòng toàn con chịu. Bà ký hát luôn cho chàng một cái vào mặt. Cây thư anh, không làm long tong anh làm gì? Anh định làm vương làm tướng gì? Ở nhà báo hại à? mợ cứ cho con một tháng nữa. Thế nào con cũng có việc làm. Mợ bắt con làm long tong. Con chịu thôi. Mợ giết chết con, con cũng chịu. Bà ký nghiến răng kèn kẹt. Ảnh nói cho chó nó nghe. Có việc. Lười. Trốn không làm. Lại còn khất một tháng nữa. Thôi. Anh có đường có nẻo. Anh cút đi. Tôi không chứa anh nữa đâu. Anh đi đâu. Ăn được thì đi. Anh đừng bêu xấu bêu hổ tôi. Thấy truyền yên lặng yên lặng cái thứ chịu chết một bề của con run bà ký tưởng con chuyển lòng bèn phủ dụ bà nghĩ làm quá cũng thế thà dỗ dành xem sao anh phải thương bố mẹ chứ nhà một đống miệng ăn anh không thương tôi nợ khắp mặt các ông các bà ấy trong ngõ này à anh phải nghĩ mới được chứ anh phải thương cha thương mẹ mới được chứ làm long tong con không làm đáng nhẽ bà ký gầm lên vỡ nhà nhưng bà cố nén nén để dụ con, làm gì thì làm, quý hổ kiếm được tiền, nhà bây giờ túng lắm, còn không thương mợ à? Rồi xòe bàn tay, anh xem, cậu anh đưa về mỗi tháng được bao nhiêu? Mấy chục đồng bạc, ăn hổ không đủ. Cái tài của các bà vợ những công chức từ chức là không kiếm ra tiền, lại cứ đi kêu ẩm chồng đưa không đủ tiêu. Mỗi khi cần đốc thúc con, bà ký vẫn đem sự túng thiếu gia đình ra làm cớ trước nhỏ sau to chịu khó làm đi con ạ à. rồi dần ra cậu xếp cất nhắc cho chứ thỏi buổi này ai cười ai về lại đi làm chứ đi xin đâu mà cười truyền vẫn khăng khăng Còn xin mợ để con tìm việc khác đã gần muốn bật lên lắm rồi bà ký còn cố nhịn cứ làm đi con ạ à. lúc nào tìm được việc tốt hơn lại bỏ cần gì còn chịu thôi anh không đi làm nhà túng lây Tháng sau con đi làm. Con phải nghe mợ. Nhưng ê lắm. Con không... Ai người ta biết mình làm. Nhưng trong sở họ sai. Bực lắm. Cố đi con ạ. À. Con chịu. Một tiếng thét làm rung tất cả bàn ghế. Mặt kính. Tủ chè đập đập kêu len keng. Đôi cầu đối sơn than Cơ hồ như lệch lạc cả. Bà ký nhảy trồm lên. Bà dìa sói vào mặt con. Đổ khốn nạn. Đổ ăn bơ làm biếng đổ vô nhân bạc nghĩa đổ cô ly mày chỉ quý cái thân mày thôi ai chết mặc ai tao cho suốt đời mày không thể mọc mũi nảy tăm được lần đầu tiên chuyên bị mẹ mắng gắt như thế thậm tệ như thế chàng không thể ngờ đã là mẹ con lại nói nhau đến cạn tàu giáo máng chàng không thể ngờ bà ký đang ngọt nhạt là thế mà giở mặt ngay đấy chàng gần muốn òa khóc cho mộng đời của chàng tan tác tàn tác giữa những tiếng chửi rủa của mẹ mặt chàng tím bầm giá lúc ấy không có ai chàng có can đảm đập đầu vào cái đỉnh con trên tủ uất quá không thể nào chịu được nữa rồi còn không làm được mợ chửi rủa con mãi cũng đến thế thôi mợ không nuôi con nữa thì thôi con đi tìm việc vậy chứ ở nhà với mợ khổ lắm có lẽ sự khổ sở bốc ngùn ngụt trong lời chuyên bà ký nhận thấy bà trợn Xưa nay bà xem báo, bà thấy bao nhiêu vụ tự sát, bao nhiêu vụ bỏ nhà đi. Hờ, nếu bà làm quá rất có thể. Rất có thể, nếu chuyên quá trí, chuyên liều, bà ký hạ hòa. Người ta ở đời cũng nên tùy nghi chứ. Gặp lúc gặp khúc, ta hãy chịu vậy. Rồi sau vùng vẫy cũng vừa cơ mà. Bảo không nghe, cứ khái, khái được mãi à? Nhà thì nghèo, ta phải phiên phiến thế nào xong thì thôi chứ thấy chuyên hơi dịu bà lại dỗ chịu khó con ạ à. chịu khó đi làm cho có tiền bao giờ chạy được việc khác thì thôi ở đời ai giàu ba họ ai khó ba đời làm long tong mãi đâu mà sợ thế nào chịu khó làm vậy con nhé làm lấy dăm ba tháng đỡ mợ chuyên bị dồn vào tình thế không thể từ chối được nữa rồi nếu chối nữa mẹ chàng sẽ thốc cho vô hồi kỳ trận thôi thì ngộ biến tòng quyền Chuyên hãy nhận liều cái đã Rồi muốn ra sao thì ra Chứ không ẩm cửa ẩm nhà cũng quá tội Vâng Thưa mợ Mai con đi làm Bà ký đang dữ dội như hổm tinh Thu nành vuốt ngay Bà nhìn tận mặt chuyên Xem có phải chính con đã nói câu ấy Khi biết không thể nhầm Bà mới nói Phải thương mợ mới được chứ Cứ làm tạm đi Rồi sau mợ xem có việc gì khá hơn Mợ tìm cho Phần thứ hai cơn rồng tố của đời chuyên đã qua, chuyên bây giờ không phải là chuyên một năm về trước, khác từ đầu đến chân, khác từ ngoài cửa vào trong nhà. đầu, chàng không có cái đầu tóc và cổ áo dính vào nhau. chân, chàng không có cái chân thò cả ra ngoài giày. ngoài cửa, cái nhà mới sơn vàng cửa sổ là nhà chuyên đấy. và bộ sa lông kề xích vào nhau trong nhà, chuyên mùa đấy. thì đã bảo đời chuyên khác lắm rồi mà. Chuyên bây giờ không phải chuyên một năm về trước mà. Cái anh chàng chuyên ngõ Tân Quỳnh, mặt lúc nào cũng giàu như dưa, cổ áo sờn, giày dẫn thủy nhập điền vứt đi. Anh chàng chuyên ấy nhập hư vô rồi. Anh chàng chuyên bây giờ là chuyên xì bo, chuyên mặt mũi nở nang, sáng rùa, mặc quần ngắn sơ mi màu, tay lại đeo đồng hồ. Ồ, thật là phong lưu mã thượng, thật là trẻ trung, thật là oách. Cái xe đạp cuốc của chuyên phải biết nhất xóm, lá cờ xanh xanh con con có theo chữ SF cắm ở đầu xe đạp, phấp phới đập trước gió. Đã làm cho trẻ con trong ngõ gieo ẩm lên mỗi khi chuyên về. Chuyên bây giờ mỗi tuần lễ hai lần xin nê, đầu chảy mượt, đi đứng ra phết ông. Kỳ đá bóng nào, chuyên cũng có mặt trên bãi mang ghin. Nghĩa là chuyên của tất cả Hà Nội hội hè. Chỗ nào có hai người họ gieo là có chuyên. Chuyên sang lắm, mùa nực này Chuyền có những một bộ Topican hai chục, bộ đũi cũng hai chục và một bộ toan phin 15 đồng và hai cái quần kaki ăn lê cụt. Có bút máy, có đồng hồ, nghĩa là tây sang, nghĩa là đúng công tử bột. Nghe đầu người ta mách mợ chuyên. chuyền đi hát mấy lượt với anh em, mợ chuyên đã can gián mãi. Truyền khác tất cả điều này, không có gì lạ. Khi người ta không có tiền, người ta nghèo người ta có tiền người ta giàu số mệnh còn kiến cũng không cần phải thay đổi đời thế là thế điều này mới ai oán làm sao chuyên bây giờ khác hẳn chuyên ngày xưa không bị mẹ đay nghiến nữa và cái điên đảo của cuộc đời lại là bà ký lúc này nể chuyên hơn là chuyên nể mẹ luôn luôn có những sự hỏi ý của bà ký mở định mua chục bát mẫu con nghĩ sao mở định đi bốn chai rượu với nghìn vàng là được rồi mợ trò cứ biếu ngay một cân bánh nướng một cân bánh dẻo thế mà hóa hay mợ cứ nghĩ giản dị thế này này sang hỏi cho anh bà ta nghe thì chớ không nghe lúc ấy lại liệu nghĩa là nhất cử nhất động cái gì cũng mợ định thế này ai cười ai khóc cưới xin hay chết chóc cần phúng viếng bà ký còn hỏi ý con trong nhà đồ đạc kê thế nào bà ký cũng hỏi ý con bao nhiêu còn nghĩ thế nào đến tai chuyên bao nhiêu cây đắng qua đi đem lại một chút yên ấm yên ấm của hồn cầu rời còn cho có hôm nay đúng ôi là đúng ôi người anh hùng lúc bĩ vận còn nói làm gì cho khổ tâm sự ngang dọc của chuyên trong gia đình của chuyên bây giờ do chàng tạo ra nếu chàng không liều làm ký kho lúc trước bây giờ làm gì có cuộc đời sán lạn như ngày nay làm gì có những kẻ tung người hứng như ngày nay trước kia chuyên vuốt mặt không kịp cơ mà Bà ký đang chọn cà chua Quay vào hỏi con Mợ mua cả mẻ này nhé Còn nhé Có bảy hào mấy thôi mà Để mợ mua Mợ để dành cho con Kẻo hết mùa lại hỏi chẳng có Chuyên đang lau đồng hồ Không nghe tiếng bà ký Bà ký lại hỏi thêm một câu Mua nhé con nhé Mỹ đang khâu Thấy mẹ hỏi bảo anh Kìa anh Chuyên Mợ hỏi Chuyên quay ra Mợ bảo gì con Bà ký tươi cười có mớ cà chua hơn bảy hào mợ định mua để chữ cho con con bằng lòng không vâng ạ bà ký vừa chuyên cà chua sang rổ vừa khoe với cô hàng rau cậu xếp nhà tôi không có cà chua không ăn được cơm bữa nào cũng phải nấu sốt mấy quả chẳng biết nghệ thuật bán hàng của cô bán rau cao hay là sự thực mà cô vội đáp ngay vâng bà tham cuối phố cũng thế hôm nọ cháu bán cho bà ấy một mẻ ba đồng rưỡi gần một gánh cơ mà. Bà ấy mua làm gì nhiều thế? Cô hàng rau cười xinh xẻo. Bà ấy bảo ông tham hay ăn cà chua. Canh gì không có tí cà chua là ông tham không sơi được. Bà ký nói ngay. Ấy, cậu xếp nhà tôi cũng thế. Rõ các ông ấy giống nhau cả, sành ăn cả. Cậu xếp, bà ký đã mệnh cho con bà danh ấy. Bà gọi thế, nếu ai biết để làm gì, người ấy quả là thần minh trên trái đất gọi cho nó oai chăng? Cũng có lẽ, nhưng chưa phải lý tuyệt đối. Đây, nguyên ủy của nó lại sâu xa đến thế này, thì đến giờ cũng phải sợ đàn bà. Bà Hào từ hồi năm ngoái giúp chuyên một việc, chuyên không làm, bà đâm bực mình, đi đâu bà cũng bô bô. Nó văn rốt vũ sát, không làm long tong thì làm gì? Còn nhà lính tính nhà quan, thứ ấy rồi đến chết đói. Ai ngờ đến tai bà ký, bà thâm gan tím ruột, À, nếu bà bảo con bà là thế này, thế khác thì được. Chứ bà hảo là cái thứ gì lại mà sát con bà, mà sát gia đình bà. Thế là từ đấy bà tuyệt giao với bà hảo Cho đến ngày con bà áo gấm về làng, con bà tìm được chân ký kho, bà nhất định gọi chuyên bằng cậu xếp, xem kém gì ai nào, xem đã ai ăn thịt mình nào, xem đã kém gì cậu xếp nhà bà hảo chưa nào. Dành vì ở xứ mình đã có cái gì gọi là chính thuận, Ai muốn gọi thế nào thì gọi, ai muốn đặt thế nào thì đặt. Miễn đừng cho cái chức to quá, to nhất, mới không được thôi. Giỏi thương thế nào, chuyên làm ăn khá, cứ khá vống lên. Thế là tên cậu xếp chuyên được dân ngõ Tân Quỳnh thừa nhận. Thói quen thật đã ác hại. Nó bắt khớp cả những thớ thịt trắng nõn. Đến Mỹ là cô con gái thơ ngây. Không biết khoe khoang là gì, trương sướng là gì, mà cũng gọi anh xếp. Anh xếp? thì loài người quả đã đáng tha thứ trong mọi tội lỗi. Bà ký đang ngồi dựa vào tường, duỗi thẳng chân, để âu dầu lên đùi, thì bà mùi vào với một cậu bé chừng 17-18. Chẳng đứng dậy, chẳng rút chân, bà ký hất hàm hỏi trống không. Kìa, bà đã đến đấy à? Lại bà ạ. À? Bà ký chỉ cái phản. Ngồi đây bà. Bà mùi sẽ ghé vào ngồi. Bà ký hỏi sóng sạc. Thế nào? cậu ấy đấy phải không? vâng, thưa bà cháu đây ạ. À. bà ký lại chỉ ghế, ngồi kia cháu. rồi bảo bà mùi. bà cứ ngồi đấy, chờ cậu xếp nhà tôi về, nói với cậu ấy, rồi tôi nói hộ cho, để nó ở nhà, nó chơi bởi lêu lỏng hư thân đi. bà mùi cúi đầu kính cẩn như tín đồ nghe giảng thập điều. bà nói rất khẽ. vâng, mẹ con cháu đem đầu lại kêu cậu xếp và bà, xin bà thương mẹ con cháu. Tác thành cho từ ngày thầy cháu mất đi nhà thanh bạch lắm mẹ con cháu lần hồi hôm sớm nuôi nhau cháu đỗ được cái bằng sơ học vừa rồi không thể học được nữa cháu phải kiếm công việc làm xin bà nghĩ tình mẹ quá con côi của cháu giúp cho rồi bà tủi thân sụt xịt bà ký an ủi tôi đã bảo được là được mà chỗ ông nhà ta với cậu cháu người cũ với nhau thế nào tôi cũng bảo cậu xếp nó giúp bà Vâng Xin bà thương cháu Tôi chỉ sợ cháu còn ít tuổi quá Sợ người ta không nhận Bà mùi đã mừng được một chút lại lo Bà thần mặt van vỉ Xin bà cố thương mẹ con cháu Bao giờ chẳng thế Sự vắt vèo là thói quen Của những tâm hồn thấp kém Khi đắc thế Sự kêu van tha thiết của bà mùi Không đủ làm cho bà ký bớt canh kiểu Bà chép miệng một cái Nói rất tự nhiên Sự tự nhiên nhân tạo của người mẹ nhờ con được người ta quy lụy bà đây chẳng nói làm gì tời rõ thật khổ mất ăn mất ngủ với những lời oán thán của các ông các bà ấy lại đây nhờ vả không giúp được người không đành tâm mà giúp các ông các bà ấy chỉ sợ thiên hạ người ta ghen ghét bẩm bà ai dám ghen ghét ui chả bà không biết những người họ nhờ vả không được họ đồn đại cháu tây vị đưa người cửa người nhà vào làm rõ thật khổ sự thực, cậu xếp của bà ký cũng chưa đến nỗi bị thiên hạ ta thán. Vì một lẽ rất giản dị, cậu xếp đã đưa ai vào làm, đã giúp được ai? Trần ký kho của cậu chưa cho cậu đủ quyền thế làm việc ấy. Chẳng qua bà ký học được vai trò ấy của bà Hảo nên diễn lại cho bà mùi thế thôi. Nhưng xin bà, chuyến này bà cố nói giúp với cậu xếp cháu. Cháu không dám quên ơn bà. Thế là cái diều gặp gió, bà ký thả hết xây. Ồ, ơn với Huệ gì? Người ta kia cũng chẳng kể ơn Huệ nữa là bà. Rồi bà làm ra bộ bí mật. Chỉ cái đồng hồ dạ quang chuyên mới mua. Ngày hôm nọ, một người được cháu cho việc, đem chiếc đồng hồ kia lại biếu. Tôi nhất định bắt đem về, không cho cậu sếp nó nhận. Sau người ấy khóc dưng sức, nhất định xin cho được đưa hầu để làm kỷ niệm. Không làm thế nào được, tôi đành phải chịu bẩm bà người ta lòng thành khoa bổ đạo nghĩa đã đến độ thiện mỹ đã đành người ta lòng thành thật đấy nhưng giúp người mà mình lấy thế nó không đang giá chiếc đồng hồ biết nói nó phải minh oan thân thế nó nó sẽ kêu dầm lên là chủ nó đã đại ngôn đã lòe đã trưng làm hại thanh xanh nó nhưng cậu xếp cháu và bà có muốn đâu bảo không đành bà ký nhăn mặt một cách thành thực hơn thành thực hơn cả những lúc bà bị chứng đau bụng kinh niên hành hạ. ấy thế mới bảo khổ mà lại. Làm lúc bị các ông các bà ấy biếu xén, tôi phải đóng cửa, nói thác là đi vắng. Nói xong, bà lại làm bộ nhân tử, cũng vẫn là nhân tử đúng hiệu mới chết chứ. Nhưng làm thế, lại sợ các ông các bà ấy cho mình là không thương cho chót. Hỡi ơi, hạnh phúc của loài người rẻ thật. Nếu không để mua lấy một vài phút sướng khoái người ta ai đã mất công đặt chuyện như thế. Triệt lý sâu xa của những kẻ hay lên mình có lẽ là không được hưởng bằng việc, hưởng bằng tưởng tượng. Giữa lúc bà ký đang lên dâu với người đến cầu cạnh mình thì một hồi chuông in ỏi báo tin con bà về. Bà ký vội xua tay, ra hiệu cho bà mùi im, rồi nghiêm trọng, bà chỉ tay ra ngoài, nói khẽ. Bà làm như các tổng lý suyệt nhau khi quan sở tại đến. Cậu xếp nó đã về, bà mùi vội đứng dậy bà khép nép như người vào cung đường chuyên đầu bóng nhẫy trên yên xe nhảy xuống bà ký gọi vang bếp ra đón xe cậu một thằng bé chưa đủ tư cách làm thằng nhỏ tóc mai hình câu liêm xuống gần cầm chạy ra đỡ xe cho chuyên bà ký đã mạ cho thằng nhỏ lượt kền thằng bếp thực ra bà nhặt được nó ở máy nước và nó cũng chỉ đến với bà với chức phận thằng nhỏ nhưng ở nhà giàu hầu quan lớn bà ký nhất định bắt nó phải chịu cái tiếng bếp để cho nó sang không phải bà muốn thành nhân chỉ mỹ phòng chức cho nó để nó nở mày nở mặt với bạn đồng nghiệp không không phải thế bà lên chức cho nó để lên chức cho bà lên chức cho cậu xếp nó gọi thẳng bếp bao giờ nó chẳng oai vệ hơn thằng nhỏ bà ký ngoài sự khoác cho nó cái tên to lại còn khoác cho nó cái áo to tướng của cậu xếp nữa và bà đã thành công khi trông thấy thằng nhỏ nhà bà ra phết cậu bếp lắm chuyên vừa bước chân vào cửa bà mùi vái chàng như vái vị đại thần lại ông ạ bà ký giới thiệu đây là bà mùi mà tôi nói chuyện với cậu hôm nọ bà ấy có thằng cháu chuyên gật lấy gật đẻ bà mùi từ tốn thưa ông mẹ con cháu lại nhờ ông xin ông nghĩ tình thương cháu chuyên chỉ ghế cho bà mùi ngồi vâng mợ tôi đã nói chuyện tôi đã hiểu rồi chỉ thọ cậu ấy đây phải không bẩm ông vâng truyền bảo được rồi thế nào tôi cũng giúp cậu bà ký hỏi lòng vì con bà ra dáng ông xếp lắm bà bá hoa này chị ít lâu là có việc ngay đấy mà bà mùi vì đã gọi chuyên bằng ông nên lúng túng mãi mới thốt được bẩm cố xin cố thương ngày xưa có anh đánh xe cho thừa tướng vênh vang khi thấy người ta chào chủ mình. Ngày xưa, lại có con lửa mang hòm sắc, hí hửng khi tiên hạ lễ hòm sắc. Tất nhiên phải có bà ký, tục danh là huyền, dám nhận tiếng cố, không một chút e lệ. Không một chút ngượng ngập, vì nếu e lệ ngượng ngập, bà đã chẳng dám nói tiếp ngay. Lần này, tự nhiên giọng bà khề khà giả đi. ấy rồi cậu xếp nó cân nhắc cho, chẳng mấy nỗi thành người gặp thầy gặp bạn, mấy trông mà nên ông. Bà mùi vụt một nét mừng. Bẩm cố và ông xếp, sau này cháu hiển đạt, cháu xin kết cỏ ngậm phanh. Bà ký xua tay. Cứ thấy cháu có cơm ăn là tôi mừng rồi. Nhà thi sĩ muôn thủa Nguyễn Du đã hiểu nhân tâm thế đạo lắm mới đặt nổi câu. Khác màu kẻ lịch người thanh để đánh cái dấu ô chọc vào đầu những kẻ làm ra ta đây. Bà ký rủ phút này nhất tự cách trùng lên chức cố. Nhưng cái ruột của bà là ruột mèo thì không thể nào thẳng như ruột ngựa được. Nên đã nói đến chữ cơ một cách sống sượng như thế. Bà mùi thấy bà ký gọi thằng bếp dục hâm canh, biết ý ngay vội chắp tay vái cố và vái ông xếp một vái, xin cáo từ. Đưa bà mùi ra tận cửa, bà ký cố ý nói to cho hàng xóm nghe tiếng. Được, bà Ký yên tâm mà về. Thế nào cậu xếp nó cũng giúp cháu. Bà là người cũ, chẳng giúp bà giúp ai. Hôm sau, vừa đúng 12 giờ trưa, nghĩa là chuyên đang ăn cơm, bà mùi lại đến, bà vội nói ngay. Thưa ông, khi trước thầy cháu mất đi, có để lại cái bút máy quý lắm. Sáu bảy năm nay, tôi không đưa cho ai viết cả. Bây giờ xin đem dâng ông, gọi là thế, xin ông chấp nhận cho. Bà ký phỏng mũi, không phải vì được lễ lạt, bà phỏng mũi vì bà Mùi đã dùng những danh từ quá kính cẩn đối với cậu xếp nhà bà. Truyền thoáng trong cái bút mừng sơn, nhưng còn làm bộ xua tay nguê nguẩy. Tôi đã bảo bà mà, sao bà lại vẽ vời thế này? Bà Mùi lại có dịp tán tụng. Bẩm ông chẳng thiếu gì, gọi là thế, của thầy cháu để lại, xin ông thu nhận cho. Truyền thích cây bút lắm rồi, nhưng lấy ngay sợ không tiện. Mà từ chối thành ra khách sáo quá cũng ngượng chẳng bèn nghĩ ra một cách Quay với cây bút màu hung đỏ của chàng Chàng dơ cho bà mùi xem Đây tôi đã có rồi Nhưng bà đã thành tâm cho Tôi xin nhận Bà ký hủa theo Không có bà lại bảo là chê Rồi giao hẹn ngay Nhưng chỗ tôi nói trước cho bà biết Nếu lần sau bà còn cho gì nữa Tôi không bằng lòng đâu Đáng nhẽ bà ký nói chỗ chị em Xong bà sợ nó giảm mất oai đi bèn để lửng. Khi bà mùi đi khỏi, bà ký bèn bảo chuyên. Cậu xem có việc gì kiếm được tháng 15 đồng, giúp cho nó một việc. Chuyên làm bộ nghĩ ngợi, vỗ vỗ chán. Việc thì khó lắm. Bà ký thừa hiểu khó lắm rồi, nhưng bà cứ hỏi thế. Thói quen của lưỡi cũng là một thứ gì ghê gớm lắm. Chẳng thế đã có kẻ viện người bên cạnh để thề cho người ta tin mà kỳ thực. Cái người đứng bắt cầu ấy cũng biết là dối trá. Đành khó rồi, nhưng giá cậu nói với bạn bè, xin cho nó thì tốt quá. Nhà nó cũng nghèo, bà ta buôn cam ở chợ mơ đấy mà. Ông ta trước bạn với cậu đấy mà. Truyền chạc lưỡi. Đành thế, nhưng làm thế nào được? Thấy mẹ tần ngần, truyền lại nói đỡ. Để con xem, may ra biết đâu. Hoàng thiên không phụ người tốt, không biết phúc nhà bà mùi đến hay may cho bà ký. Một hôm chuyên đi làm về Chàng vênh váo gọi mẹ ẩm ý Mợ, mợ ra con bảo cái này Hay lắm, hay lắm Bà ký đang kho cá giờ Ở trong bếp chạy ra Gì thế cậu, được tăng lương phải không? Không, làm gì mà tăng lương Con tìm được việc cho thằng thọ rồi Tháng 15 đồng Ký hòm, ký hòm mợ ạ Bà ký xoa tay nọ vào tay kia Chủi nhọn nổi dính tay Thế à? may nhỉ để cho gọi mẹ con nhà bà ta lại rồi bà hỏi nhỏ con thế cậu xin được hay ai truyền chỉ vào ngực con chứ lại còn ai nữa bà ký nghiêng mặt thế à? đấy mợ đã bảo mà nói có sai đâu thế nào cũng được mà lại để bảo thằng bếp nó lại tìm bà ấy chân này nhàn lắm chân gì con ký hòm ký hòm là thế nào ký nhận các hòm thợ mộc bên giường đóng xong đưa sang thế để cho gọi bà ta lại nhé vâng mợ cho gọi đi bà ký gọi bếp luôn bà dặn nó rất cẩn thận dặn đi dặn lại mãi nhớ thưa gửi cho lễ phép nghe không bà dặn nó lễ phép đây là lễ phép với ông xếp nó chứ không phải với khách mày nói thế này này bà con và cậu xếp con cho con lại mời bà rồi vỗ vào đầu nó nếu bà ấy có hỏi việc gì Khai là không biết nghe không Mày đi đến đâu Phải ăn nói cho ra đứa ở nhà tử tế Chứ đừng có cất lấc Người ta cười tao đấy Nhập ra tùy tục Ở nhà sang phải thưa gửi cho tử tế Bây giờ bà ký không sợ gì Mà chẳng nhận công khai danh giá của bà Của con bà nữa Chính bà, bà không thấy ngượng mồm Khi nói đến cậu sếp Tác thành, nhờ vả Bà nhận từ trong lòng sâu Phẩm giá của bà thằng bếp đi được một lúc, bà mới sực nhớ đến nó, không mặc cái áo tây vào. Bà vỗ đùi đôm đốp. Thằng khốn nạn thế, có cái áo lại chẳng mặc vào cho nó ra vẻ con người. Vẻ con người, bà có thiết gì đến cái vẻ của thằng trời đánh ấy? Sự nó không mặc cái áo tây vào thiệt đến quyền lợi của bà. Bà tức sôi. Thằng trời đánh đã bêu xấu bêu hổ bà. Cho nên khi nó vừa về, thấy mặt nó, bà chu chéo ngay. Thằng khốn nạn kia, trời đánh mày hay sao? Mày đi đâu như thằng ăn cắp? Thằng bếp há hốc miệng, nó dương mắt. Mày lại trợn mắt lên với bà à? Rồi bà xông lại, đập vào vai, vào mũ tràn chát. Này trợn mắt này, này hỗn này. Nó ôm đầu, kêu ẩm nhà. Lại bà, con làm gì đâu ạ? À? Bà ký mặt đỏ dừ, thở hồng hộc. Mày đi ăn cướp à? Sao áo tây mày không mặc? bị đòn, nhưng thằng bếp không kêu nữa nó có cái khoái của kẻ được yêu tùy được yêu cái lối ấy khí thiệt thòi thưa bà áo con đưa thọ giặt ạ à. bà ký nghỉ tay bà hồn hền thói phép nhà ai, mày lại nhà người ta mày ăn mặc như đồ ăn cắp mày không biết chó gầy hổ mặt người nuôi à người ta bảo tao nghèo không cho mày ăn mặc lành lặn có phải không chị vào tận mặt nó mày xem thằng bếp bên ông phán 12 hai nó ra ngoài có ra dáng con người không nào mà mày áo có mày không mặc mày bôi do bọ trấu thằng bếp tỉnh người sau những cái tát nảy lừa nó tỉnh người vì lòng mát sợi nó không ngờ chủ nó lại thương nó quá như thế nó không ngờ trên đời lại có người muốn cho nó sang trọng như thế trả bổ với chủ nó hồi nuôi nó ngày nào cũng như ngày nào luôn san sát với nó vì hay diện à ra họ hàng thân thích hỏng có người nào thương nó Lo ăn lo mặc cho nó đâu Cho nên mắt nó giáo hoảnh ngay Lùi lũi xuống bếp Không hề sụt xịt như mọi khi Nó đi gần đến bếp Bà ký còn quát theo Muốn sống Chốc nữa ra thợ giặt Lấy áo về Không tao băm xác mày ra Bà mùi hấp tấp đến với con Lại bà Không dám Bà ngồi Lúc bấy giờ Chuyên còn ngủ chưa Nên bà ký nhìn vào buồng Cậu xếp nó còn nghỉ Bảo mùi cúi đầu Vâng Nhạt một miếng dầu đưa bảo mùi Bà ký cười bảo Số bà và cháu may thật Cậu xếp nó vừa bảo tôi Đã tìm cho cháu được một chân Dạ Bà ký gật gù Lại chân ký cơ đấy nhé Dạ vâng ạ Thôi chịu khó đi làm giúp đỡ mẹ Cậu nghe chưa Thưa bà vâng ạ Rồi có cậu xếp đấy cậu xếp cất nhắc cho cậu cháu dắt díu nhau dạ vâng ạ nhưng đi làm phải cho nó ngoan ngoãn ai nói đông nói tây gì cũng mặc cứ việc mà làm và thứ nhất đừng có tay máy đừng có gian tham của đâu bỏ đấy vâng ạ người ta cứ ngay thật của ai vứt ra đấy cũng mặc không rồi lại để khó cho cậu xếp nó không được đâu vâng ạ người ta ai cũng thế thế gian trụng của chuộng công nào ai có chuộng người không bao giờ phải chăm chỉ làm ăn thật thà ngay thẳng chủ nào chả phải yêu vâng ạ à, gọi dạ bảo vâng cây nghề ma cũ hay bắt nạt ma mới mình sinh sau đẻ muộn mình phải trên kính dưới nhường vâng ạ à, ai bảo gì cũng phải nghe đừng có bướng đi làm mà bướng thì về đuổi gà cho vợ sớm vâng ạ à, thứ nhất ai người ta làm gì mặc người ta đừng có lôi thôi Vâng ạ. À. Chưa chi bà ký đã dạy luân lý thọ. Bà nói như cái máy, nói giặt những luân thường đạo lý cả. Nhưng xa lông, cái tủ buffet mới, cái đồng hồ để bàn, cả đến đôi hòa tai xệ xuống ở tay bà, cả đến cái áo the la cả nữa. Tất cả từng ấy thứ đã phản đối bà. Vì hỡi ơi, số lương 30 đồng bạc của chuyên lại đóng họ mất 2 phần 3. Làm gì cho bà ký được những thứ ấy đời ký kho của chuyên cần phải cải chính lời bà. Thọ chỉ biết vâng, tuy nếu có con mắt tinh vi, con mắt của thiên lý kính, ta sẽ thấy phớt một màu hồng trên khuôn mặt bầu bĩnh của thọ. Màu hồng ấy không phải màu sung sướng, đây là tí hồng của cải ngay thẳng khi lòng tự ái bị dày xéo. Bà mùi để bà ký nói một chàng, nhỏ nhẹ. Thưa bà, cháu chỉ phải tội nghèo thôi, chứ cháu từ bé đến giờ không gian tham của ai cái gì cả tôi không như người ta tôi mà thấy ai ăn cắp ăn nảy của ông cả bà lớn nào đem về nhà là tôi đánh cho chết tôi đem giả tận nhà ngay không dung túng được những sự sàng bậy phải thế mới được chứ bé không vin cả gãy canh thưa vâng ạ bà và ông xếp đã thương xin việc cho cháu đời nào cháu lại dám để tai tiếng cho ông xếp cháu có tiếng sổ soạt trong buồng Bà Ký vội né mình ra chỗ bàn uống nước, khẽ gọi, gọi trong cổ họng. Bếp! Thẳng bếp chạy lên, bà Ký chỉ cái thau, vẫn bằng một giọng rất khẽ. Bà bảo, lấy nước cậu rửa mặt, cậu đã dậy đấy. Truyền ngồi bắt chân chữ ngũ hỏi, bà lại bao giờ vậy? Bẩm ông, cháu vừa đến hầu ông. Chàng nhìn sang đồng hồ, rồi đưa chân kèo dày, vừa sò chàng vừa nói. Tôi đã xin được việc cho cháu rồi đấy Lương tháng 15 đồng Chân ký này Có người đã chạy tôi trăm bạc Nhưng nghĩ tình bà và thương cháu Tôi không nhận nhời đằng kia Tôi giúp cho cháu Bà bảo cháu sắm sửa đi Mai lại sở tôi Tôi đưa vào với ông sếp Quầy bảo thọ Mai đem cả cái bằng đi nghe không Thưa ông vâng Đem cả cái bằng đi Để tôi nói cho dễ Bà mùi lại lo Thưa ông thế ông đã nói cho cháu rồi ạ à nói rồi nhưng cũng phải đem bằng chứ làm ký chứ có phải cai cù bảo không cần bằng bà mùi quay giặt con mai phải nhớ nhé vâng truyền mở ngăn kéo lấy đồng hồ đeo vào tay một cách oai vệ, đeo xong chàng lại đưa lên tai nghe gần hai giờ rồi tôi phải đi làm thôi cứ thế bà ký như tiếng còi hét vang thằng bếp đâu? Lấy xe cậu. Thằng bếp lại nghễu nghẹn vác cái xe cuốc của chủ ra. Khi chuyên đi khỏi, bà ký trẻ môi, chỉ theo. Hôm nay thế là đi chậm mất nửa giờ đấy. Không phải tay tay mặt trong sở, cứ đến thế là có chuyện đấy. Lại chỉ thọ, bà bảo. Cháu có đi làm phải đi cho đúng giờ. Mình là chân mới, mình phải chăm. Không thể bì với cậu ấy được. Sau này sống lâu lên lão làng, mới có thể ngang dọc được nghe chưa? Vâng ạ. Bảo thì phải nhớ. Thời buổi này tìm được việc khó lắm không dễ đâu. Việc thì khối đấy, nhưng ai tìm cho mới được chứ. Rồi chỉ tay sang bên cạnh hạ giọng. Nhà cậu tú bên này thân danh tú tài mà nằm nhà hàng năm đấy, tưởng dễ đâu. Ấy là nhà người ta cũng danh giá. Còn ông cháu cha đấy, chưa kém ai. Cũng chú chi huyện bác tham tá cả đấy mà có cậu cháu đành thúc thủ đấy bà mùi thấy thế càng khúm núm thưa bà thật phúc cho nhà cháu cho nên tôi vẫn bảo cậu xếp nó thế nào cũng phải tìm cho cháu một việc để nó độ cái thân chứ phi tay cậu xếp nó ai là người có thể đương nổi việc này bà mùi suýt xoa bà tác phúc cho cháu thật nhà cháu độ ơn bà vạn bội phần thứ ba nếu cuộc đời không có những cảnh đang thẳng lên ông, ông xuống thẳng, người xưa đã chẳng tặng cho những tiếng vân cầu, tang thương. Khốn khổ cho kẻ nào tưởng cuộc đời là đế vương, khi bị té nhào mới thấy sự vô phúc của số phận. Có canh bạc nào đỏ từ tối đến sáng hay đen từ sáng đến tối, cây lẽ dầu đầu hôm khó sớm mai là thế. Phủ vân chi sự, những bộ tóc trắng như cước, khi đã chín sự đời đóng vào trần gian một cái đanh. Muôn thùa không thể thay đổi. Voi hay chó chỉ là vấn đề của chữ thời. Thời gian đã hủy được đế thiên đế thích. Thời gian hẹm gì không bẻ gãy cái thế của thế nhân. Cái may của hôm nay là cái rủi của ngày mai. Nắm trong tay muôn vạn tinh binh, bóng cờ dập đất đấy. Nhưng chỉ một cái cựa mình của số kiếp, một cái chơi khăm của tạo vật, một mảnh giáp cũng không còn. Một năm sau, ông ký đã hưu còn chuyên từ ngày chủ khám phá được cái vẫn ngờ ngờ chuyên đành thúc thủ chàng không dở trò gì được nữa đang đỏ như vông đông như tiết lương để ra ăn tiêu mỗi tháng hàng trăm chuyên như con mèo thu hình đành thu hẹp sổ chi vì bao giờ chẳng thế khi số thu không có cửa thì số chi cũng khóa ngay không có bổng nữa nghĩa là không ăn cắp được nữa gia đình bà ký bớt hẳn những món tiêu thừa món trứng la cóc buổi sáng của ông ký và của chuyên tước hẳn. Món lạp xưởng mua chữ từng cân để ăn đêm và ăn sáng cũng giúp đi. Những món xi nê thứ bảy thứ năm bây giờ không còn là thứ, không có không được nữa. Nhất nhất từ bữa cơm cho chi điếu thuốc lá. Thứ gì cũng kém đi nhiều. Một tháng, hai tháng, ba tháng, bốn tháng, nửa năm. Bụi bắt đầu bám tủ mạng nhện, chẳng các kẽ tường. Thẳng bếp, Sao lại bếp cho bà ký Xa với một câu lưu luyến Con làm đâu thỉnh thoảng con lại chơi nhé Cái đèn cồn Để đun nước đêm Bây giờ xếp xó trong tủ chè Bùi ngùi cái thời hét ra lửa của nó Đèn mang sông Tên Linh bị ban Những khi đèn máy tắt Hai ba tháng rồi không được một mồi lửa Cái xe từ ngày thằng bếp ra Ít ai tô son điệp phấn cho nó Bắt đầu han gì Nghĩa là gia đình bà ký Lại thổ lai hoàn thổ không có những hoa hỏe hoa sói. Người cũng như đồ vật, bà ký kém sắc hẳn. Xưa lúc còn có tiền, bà mua bán đã có tiếng khinh người như xác. Nay người kia bán không, người này bán không, bà ký chỉ cho gọi họ, thế là nhiều lắm. Có khi bà cấp tiến quá trên đài danh vọng sinh trí, bà gọi họ, nhà này thế mà đắt hàng đấy, hay để ta mở hàng cho. Bà ký sọp hẳn, trước trông bà đẹp là thế, đẹp cái đẹp cong cớn của những bà hợm hĩnh bây giờ bà ăn nói không sặc sụa mùi mẹ cậu xếp nữa bà dịu dàng nhẹ nhàng lắm bà không hay đứng cửa như trước là phải vì con người ta khi đồng tiền đã kém ai có thừa thì giờ ra hóng mát còn phải vá áo cho chồng vá áo cho con cạp lại cái rồ buộc lại cái phất trần hôm kỵ nhật thân sinh ông ký bà giản tiện lắm không rảnh ràng như năm ngoái mời cả xóm ăn tử hôm tiên thường bà tổ tôm, thuốc viện hai tối liền. Không, năm nay các cụ trước cho, các cụ bận, chỉ về có một ngày. Nên buổi tiên thường chỉ hương hoa thôi, hàng na hàng nhãn. Chảnh mảng không thiết tha mời mọc như trước nữa, họ kháo nhau, độ này bà ký không đét xe nữa rồi. Cho đến một ngày xấu rời gần đây, ngồi sao chiếu mệnh chuyên bị lưu hẳn. Sao mờ, trăng lặn, cảnh gia đình bà ký bắt đầu thời kỳ túng thiếu truyền phải đuổi sở nghi chỉ nghi thôi truyền đã ăn cắp của sở truyền ở nhà được cái không có gà và không có vợ nên cũng không đến nỗi bệu dạch lắm cái tiếng của nồi đồng nó có khốn nạn như nồi đất đâu tiếng thế gõ vào nó vẫn con con nhưng sự đời không thể chẳng đến chỗ tận cùng của nó có đầu tất có cuối và gì mãi mãi chẳng đến xương đến cốt bà ký bòn mót mãi rồi cũng phải hết chứ Ngày hết là ngày hôm nay đây. Mặt dầu dầu bà ký bảo chuyên. Đồi hòa tài bán 25 đồng tháng trước đấy. Tiền hết rồi đấy. Nhà thông bấn thế này. Bộ xà lông để làm gì nữa? Bà không bán đi. Trước kia xà lông ở đâu? truyền nhằn nhó. Không được mở ạ. À. Bán đi người ta cười cho. Ai lại khiêng lù lù? Bà ký lườm con. Cậu cứ nói. Đến của hương hỏa. Lục bán cũng phải bán nữa là Cậu chỉ được cái khệnh khạng Ô hay con làm gì Mợ bảo con khệnh khạng Bà ký cả Lại còn phải làm gì nữa Lúc có tiền thì sắm Nghèo túng thì bán đi Có thế Cậu cũng sợ người ta chê bai Thế là khệnh khạng chứ gì Truyền nói dối Đấy thì mợ bán Còn giữ làm gì Bán thì ăn thì tiêu Tôi ăn một mình đâu Mà tôi bắt cậu bán Đồng tiền không cho phép ai giỡn với nó, không cho phép ai lơ mơ với nó. Khi nó đòi thì ghê khiếp thay, đòi rất giáo giết. Bà ký, chuyên, hai mẹ con củ soát mọi đồ đạc. Rút cục, chuyên phải gạt nước mắt, bán cái xe đạp quốc của chàng. Ngày giao nó về chủ mới mới não nùng làm sao, chuyên tưởng như chàng tự cầm dao xẻo thịt. Tài ác nữa là ông đội gian bên cứ suýt xoa, tiếc cơ hội hoài của giá tôi sẵn tiền tôi lấy phăng ngay đoa ring ấy ít nữa lên hàng trăm ngay đấy cậu bán bốn chục rẻ quá cái xe đạp ấy đi được một tháng thì đến chiếc đồng hồ treo sự bán đồng hồ cũng như bệnh gà toi một con đã phải từ trần những con cùng chuồng khó lòng bảo toàn tính mệnh đồ tế nhuyễn của riêng tây bán bán hết bán cả đến chậu thau ống nhổ bán lao bảnh cờ hiệu Bà ký không để sót thứ gì Nhiều lúc tiếc của bà thở dài Mùa thời một đống tiền đấy Bán thì được bao nhiêu Trước truyền còn hăng Nghĩa là còn tin ngày mai Chàng bảo mẹ Rồi con đi làm Lại sắm Cần gì mợ Mợ lo làm gì cho nó ốm người Nhưng sau Một ngày lửa càng tàn Một năm sau thì thôi Tia lửa hy vọng tắt hẳn Truyền không nghĩ đến sự đi làm lại sắm nữa Trông chàng lớp này má hóp Xanh và khạc khử thế nào Đầu đã thấy biếng chảy Tọc mai đen ngòm Và dâu lún phún Lưỡi sao ghi lét Hơn hào một lưỡi Tiền đâu Già dĩ làm ăn gì mà cạo cho nó tốn tiền Còn khối cái cần hơn Hai đôi giày chàng đóng từ độ phát tài Một đôi đã tã rồi Không thể thương được nữa Còn một đôi thì nưng như nưng trứng Gượng nhẹ là thế Cũng chẳng tránh được nạn vỡ đê nghĩa là đi rời mưa, nước làm ủng chân như thường. Còn cái mũ phớt nữa, rõ thật dậu đổ bìm leo, Trước chẳng làm sao, rẻ lúc bô công việc. Ông chuột gậm ngay cho một miếng ở vành. Trông như anh sứt môi, đành bỏ gió. Cầu họa vô đơn trí, truyền được hiểu thấm thía hơn ai hết. Xà tài còn đọc cái kính xâm, kính thuốc đáng 10 đồng. Một hôm lập cập thế nào, dáng ngay xuống đất, vỡ cả hai mắt bút máy bán, đồng hồ tay bán, còn cái kính vỡ nốt. Thiên trường địa cửu có thời hết. Hạn của cậu xếp chuyên, dài có mặt đến hơn vạn lý trưởng thành. Cái khổ của chuyên khổ ở chỗ hết các thứ không cần lắm. Cả đến thứ rất cần cũng không thể có mới nguy sao. Cái khoản thợ giặt, tháng trước có năm hảo hai, bà ký đã kêu như cháy đồi. Nhịn thuốc lá, được. Đáng miệng một tí có sao? Nhìn ăn quà? Được về càng ăn được cơm, nhịn hớt tóc, đưa sặt, chịu vì chuyên còn phải đi lùng việc, để tóc lộn xòng với lông mi, với dâu, lần xuống tận sư gái thì chết. Còn dám vác mặt đi đến đâu, đã chẳng sang trọng thì chớ, có cái áo mạng lại còn cháo lòng, rồi mới dám mặc. Vì rồi có cần phải giao thiệp với ai để cần bộ mã, chứ còn phải hàng ngày lê đôi giày nát, đến các chỗ quen thuộc cầu cạnh, đừng có nói chuyện lúi xùi vấn đề này chuyên triết lý với mẹ bao nhiêu lần nhưng đều bị bác cả cái lý của bà ký cũng gớm lắm chứ có vừa đâu thì anh kiếm ra tiền tha hồ mà cúp đầu tha hồ mà giặt là tôi dám nói gì đâu chuyên khổ tâm lắm khổ tâm ở chỗ mẹ bắt chẹt không kiếm ra tiền nhưng khổ tâm mặc bà ký cứ thẳng thừng nghĩa là bà ký chủ trương cái thuyết tôi nuôi anh ngày hai bữa cũng đã được rồi lấy đâu tiền cho anh diện hợi ơi đến thế này chuyên còn dám nói năng gì nữa mẹ chàng đã mệnh cho chàng cái danh diện nghĩa là ăn mặc vào để mà đi chơi đi chơi phiếm chứ không phải đi giỏ đất đến thế xin mẹ cũng chẳng cho nào chuyên bèn bán đến cây ca vát này bơ ten này rồi dần dần cả những pho tiểu thuyết đã xem rồi anh thợ giặt từ ngày biết chuyên thất nghiệp không thưa gửi như trước nữa ca phát mùi xoa đưa ra là nhờ không chóng như trước nữa. Bạn hữu xem ra cũng chẳng còn ai. Lục truyền khá, truyền tử tế với họ thật đấy. Truyền cho họ xúc miệng bằng bia, nước chanh thật đấy. Nhưng bây giờ, truyền không thể đòi họ được. Vì lẽ lúc uống không có giấy má gì. Loài người, có trứng có cớ, có vết có tích, có giấy có má, lại có cả cái chết sắc như nước treo ở cổ. Mà cũng vẫn nuốt lời như không nữa là những vụ thể ở đền bạch mã đền bà kiệu, vụ thể nào chẳng có một kẻ lật lọng. Những ngày lần mò đến các bạn hữu đã cho chuyên một từng trải. Khi anh nghèo, đừng nên đến nhà ai. Từng trải ấy khi đau một chút, nhưng tránh được nhục nhã. Ngày xưa cơ, mới có những người hiếu hữu, chắp tay cúi đầu trước một người ở xa đến, quần áo sách như tổ đìa. Không, thời này không phải thời chiến quốc, thời này là của câu ngạn ngữ. Chén tôi, chén bác mới bền anh ăn của tôi, đừng nói đến 10 bận, chỉ một bận thôi, nếu bận sau anh không thể có mời lại tôi. Tốt hơn xin anh biết điều đừng ăn, vì nếu ăn như thế, tức là anh nuốt tôi, tức là anh mất tôi đấy. Chuyên hiểu cái lẽ đơn bạc ấy của loài người, nên chuyên giữ mình khiếp lắm. Cùng lắm, cần lắm, không thể đừng được. Chuyên mới ra đường, và điều cần thiết là tránh mặt các người quen. Chuyên đứng trước một hiệu tạp hóa, chàng chăm chú nhìn cái bật lửa kiểu mới bày cạnh hộp thuốc lá sợi vàng ngon quá thể. Thứ thuốc lá ngoại quốc này, hồi chàng còn đi làm, chàng đã mua năm bao hộp một lúc là thường, hút vào, thở ra nó mới thơm làm sao, khoái làm sao, cầm nó mới sướng tay làm sao. Hồi ấy, hạng thuốc lá một hào một gói, chẳng bao giờ chàng thèm để ý, chưa đừng nói đến mua. Bây giờ, một điếu thuốc bẻ làm đôi, cái mẩu đôi ấy lại rụi đi răm bảy bận. Phần tam phân tứ, phân ngũ, điếu thuốc cũng điêu đứng lây. Chàng nhìn, nhìn mãi, nhìn đến tí nữa chui mũi vào kính. Nhưng cái gì chẳng có thời hạn, cho rằng cái ấy là sự nhìn không mất tiền nữa. Nhìn chán, ước vọng chán, chàng lại thất thểu đi. Hai tay chắp đằng sau như nhà nho đi tản bộ. Đi đến đầu hàng đào, chàng gặp thọ ở hiệu bán vải tây đen bước ra. Tay cầm một gói tướng. Cậu đi đâu? Thưa ông tôi đi mua vải Nghe anh Chí nói cậu cũng thôi ngay Sau tôi độ 3 tháng phải không Vâng Ông thôi một cái đến tôi Bây giờ cậu làm đâu Tôi chẳng làm đâu cả Độ này có khá không Thưa ông cảm ơn ông Cũng đủ tiêu Chuyên trông bộ diện thọ Cái áo tây vàng Cái quần tây trắng Đôi xăng đàn trắng Bộ cánh này tuy không sang Nhưng rất sạch sẽ Chuyên để ý nhận kỹ thọ à trông đen khỏe hơn trước linh lợi hơn trước nhà cậu ở đâu thưa ông ở hàng nâu ạ à. mời ông lại chơi đi một quãng nữa ra đến hàng hài truyền lại hỏi chắc cậu cũng có làm ăn buôn bán gì đấy chứ thỏ nhanh nhầu à thưa ông vâng tôi buôn búp bê an nam làm đem ra bến ô tô bán bán cho ai ngoài bến bán cho các hành khách cậu bán à vâng cậu mời người ta mua à vâng sao cậu lại làm nghề này ai mách cậu thưa ông chẳng ai mách tôi cả còn sự buôn bán thì thưa ông đói đầu gối phải bò chứ ạ à? cậu làm nghề bán rau này từ bao giờ tôi làm từ hồi thôi việc hai năm nay vâng cậu có đi làm đâu không hay đi bán hàng ngay tôi đi bán hàng ngay ạ à. có kiếm được không thưa ông có làm thì có ăn truyền khen thọ một câu hờ cậu thế mà giỏi đấy nhỉ thưa ông giỏi gì ạ à? ai lúc đói chả phải lam không biết truyền nghĩ thế nào chàng lại hỏi thăm bà mùi bà vẫn khỏe mạnh đấy chứ cảm ơn ông mẹ tôi bình yên ạ à. đáp xong thọ xin phép truyền vào trong hiệu một lát để lấy cái ảnh truyền thần khi ra thọ hớn hở như người bắt được của chàng vui mừng ông xem ạ à? thọ dở bức ảnh truyền đỡ xem rồi khen giống hết bà nhà ta cậu nhỉ vâng ạ à, tôi nghĩ mẹ tôi cũng chẳng còn sống được bao lâu tôi truyền cái ảnh này nhỡ sau mẹ tôi bà khỏe khoắn cơ mà mẹ tôi cũng quạt quẹo luôn đấy ạ à. vì thế tôi phải lo truyền chạnh lòng chàng tủi thân về chỗ thọ có thể lo được cho mẹ mà mình thì cha có bệnh thấp đấy cũng chịu chả biết làm thế nào cái ảnh này truyền họ lấy bao nhiêu 12 đồng ạ. À. đặt Đắt quá nhỉ, những 12 đồng cơ à? Có thứ 10 đồng, họ vẽ trong phai, tôi không bằng lòng. Bà có buôn bán thêm cặp gì vào không? Mẹ tôi mở cửa hàng bán đâu? Mới mở năm nay, tôi lo cho mẹ tôi được cái vốn. Truyền cười. Nhiều không? Thỏ nhũn nhặn. Cũng không mấy tí à. Tôi dốc ông bát họ 300, với lại nhà có 200, 500 bạc mẹ tôi xoay sở thế nào không biết mở ngay cửa hàng thế tôi mừng cho cậu đấy nhé cảm ơn ông ạ à. giá cứ đi làm mỏ xương cũng chẳng có cái vốn như thế rồi chặc lưỡi vì thường bất phú đi làm ba cọc ba đồng bao giờ giàu được như tôi đấy cậu xét lúc còn đi làm hét xa lửa diện nhất sở thế mà mới nghỉ vài năm sởi đã thiêu thốn ngay thả cứ đi buôn như cậu lại xong Ấy cũng vì nghĩ thế nên tôi mới xin thôi phăng. Để khi nào tôi sẽ thuật những chuyện buôn bán của tôi cho ông nghe. Tôi không ngờ, giải thương gia đình tôi, cho kiếm nên làm ra. Phải rồi, vì thương bất phú thời buổi này, chỉ có buôn bán mới chóng nổi thôi chứ. Thọ gọi hai cái xe rồi bảo chuyên. Mời ông lại chơi nhà tôi đã, chẳng mấy khi. Chẳng lại chơi với thọ cũng biết làm gì hơn. Chuyên gật đầu, chẳng bước lên xe ngả mình mặc cho xe kéo đi bà mùi thấy chuyên lại chơi mừng tíu tít bà hớn hò gọi pha trẻ. thưa ông mấy lần cứ định xuống hầu cụ với ông lại nhỡ xin ông thứ lỗi cho chuyên đưa mắt một lượt san nhà chàng đâm hoàng nhưng chàng nghĩ ngay có lẽ nhà này là của họ hàng hay còn nhớn bà mùi chứ thọ làm sao gây dựng được một gia đình thế này chàng bèn hỏi một câu để sò Bà thuê cái nhà này bao nhiêu? Bà mùi xung xoe. Thưa bẩm ông 25 đồng. Bà có cho thuê lại một ít hay ở cả? Bà mùi chỉ ra ngoài cửa hàng, rồi lại chỉ vào trong nhà. Ông tính chèn chèn có thế này, lại còn cho thuê lại. Ở vào đâu? Tôi ở một mình đấy ạ. Cậu cả cũng ở đây với bà. Không. Tôi có một mình cháu đây thôi. Nghi ngờ tan theo mây khói ngay, khi truyền thấy thọ lấy ấm chén, rút khăn kéo lấy xiêm mở tủ lấy thuốc lá có cái vẻ ta là chủ lắm nhật lúc thọ sai đứa ở câu xem bạn một người biết tâm tính người ấy đúng vô cùng nhưng cũng chưa đúng bằng xem cách sai bảo quân hầu đầy tớ biết tính một người thấy thọ sai thằng nhỏ đi mua bia truyền hiểu ngay nhà này của thọ và thọ hiện đương phát tài những đồ đạc bày biện trong nhà có lẽ quý và sang hơn nhà chuyên tuy không có bộ xa lông lùn tịt nhưng có đôi trường kỳ lim đèn bóng và mát rượi. Khi thọ đưa tiền cho thằng nhỏ đi mua bia, chàng đưa mắt, thấy thọ rút cái ví, dây cộp và những giấy bạc một đồng, năm đồng thừa đầu, mọc lên tua tủa. Truyền nghĩ bụng, hờ, thằng bé con này, nó lời hoài thế nào lại có thể chóng phất thế này? Hay nó được bạc? Hay nó trúng số? Tuy nó chẳng có tiền nghìn bạc vạn gì, nhưng ít nhất nó cũng hơn mình những lúc này chứ. Chàng hỏi qua loa về sự buôn bán của bà Mùi Rồi cáo từ Bà Mùi nhất định không nghe Bà giữ chàng lại Trước sau cũng thế Bao giờ tôi cũng nhớ ơn ông Đã tác thành cho cháu Cũng là chữ tác thành Cũng vẫn cây lối nói khiêm tốn Với bộ điệu khiêm tốn của bà Mùi Thế mà lần này chuyên thấy ngượng tai Thực tế Chỉ có thực tế mới làm cho người ta vứt đi được Những kênh kiệu vô ý thức Những cử động thừa Cảm ơn bà, Ông đã chiêu cố đến nhà cháu Xin thế nào cũng mời ông Ở chơi sơ chén rượu nhạt Lòng chân thành của bà Mùi Khiến chuyên không thể từ chối Bà Mùi vui mừng Có thế chứ Nếu ông không rộng cho nhà cháu Bà Mùi bây giờ chủ cửa hàng nâu Dấn vốn Đồ đạc ít ra cũng phải một hai nghìn Với bà Mùi lúc trước Không khác tí nào cả Lại có phần khép nép hơn Một phản động lực tâm lý Làm chuyên nghĩ đến mẹ chàng bà ký lúc chàng đắc thế đã hống hách một thời đã coi rời bằng vung đã ăn nói chỏng lòn đã khinh người bằng nửa con mắt đã nhiều lắm tôi biết bà ở đây thế nào tôi cũng bảo bà tôi lại chơi bà mùi xua tay ấy chết để tôi lại hầu cụ mới phải chứ như bị con kiến đốt đánh nhói chuyên giật mình chàng giật mình vì bà mùi đã nhũn nhặn quá hạ mình quá bà bận buôn bán thế này đi đâu được để tôi mời bà tôi lại chơi cái tiếng cụ tự nhiên truyền thấy mỉa mai vô cùng có lý nào một người đàn bà mới bốn mươi năm đã được hưởng đại danh tử ấy sợ phải nghe nữa truyền bảo ngay chỗ bà tôi với bà là tình cố cựu bà đừng gọi bà tôi bằng cụ nó sái đi rồi muốn cho bà mùi không gọi nữa chàng bèn hỏi bà năm nay cũng chạc tuổi bà tôi chứ gì Bẩm tôi 48 ạ. À. Bà hơn bà tôi 6 tuổi đấy. Vâng, thưa ông kể gì tuổi? Tuổi mà như chúng tôi thì tuổi làm gì ạ? À? Nói xong, bà cười một cách nhũn nhặn. Bữa cơm thịnh soạn, tỏ lòng hậu hĩ của bà mùi. Trong khi ăn, thọ kể lại những gì thăng trầm trong mấy năm thôi việc gần đây. Truyền nghe thú lắm, chàng bái phục trí làm giàu của thọ. Chàng hỏi, hỏi nhiều lắm để rút cuộc kết luận cậu khá thật, nhưng tôi chịu, đói thì đành, chứ chào mời người ta mua cho mình, nó thế nào ấy, xấu hổ lắm. Thọ cười thẳng thắn, ông tính lúc nào cần tiền, làm lấy mà tiêu, chẳng hơn ngửa tay xin người ư, mà xin, vị tân người ta đã cho, xin người ta mới xấu hổ, chứ làm mà tiêu, tôi cho là sự thường, mà còn đáng khen nữa. Một trường hợp ác nghiệt đến, làm cho chuyên không thể nào tránh được phiền nhiễu thọ. Chuyên bị bắt thẻ Chẳng biết nếu đưa về nhà cũng chẳng có tiền Mà không có tiền Tất nhiên phải về bóp nằm Chẳng lo Lo quá Sau nghĩ chỉ còn cách viết mấy chữ Nhờ tên phu xe đưa về hàng nâu Cho thọ để vay tiền Tên xe ngẩn ngừ Nhưng không lấy được tiền Thì tôi mất công không à Bật đặc sĩ chuyên phải nói dối Ô hay Anh này Nhà tôi ở đấy Lại không có tiền là thế nào Thế ông cho tôi bao nhiêu? Tôi giả bác Nam Hào, được món bờ, tên xe chỉ xe ở bờ hè. Thế ông trông xe cho tôi nhé, tôi chạy u trở lại ngay. Tên xe đi, truyền thấp thỏm, chỉ sợ không gặp Thỏ, chỉ sợ thọ không bằng lòng đưa. 15 phút sau, Thỏ theo tên xe lại, chàng chạy ngay đến cạnh chuyên. Ông phải bắt thẻ đấy à? Truyền thấy Thỏ mừng rỡ, chàng nói với người đội xếp đứng đấy, ông làm ơn cho tôi về cầm tôi lấy thẻ ở sở cẩm ra chuyên nắm tay thọ may quá không có cậu thì tôi nguy thọ ngạc nhiên làm sao mà nguy không có thẻ thì lấy thẻ cảm động về sự tử tế của thọ chuyên thú ngay nói dấu gì anh lúc này chuyên không lên mặt nữa anh không giúp tôi tôi đành chịu chứ đưa về nhà mợ tôi cũng chả có tiền đâu lời thú của chuyên mới thiểu não làm sao cảnh trạng của chàng mới điêu đứng làm sao có thể nào một ông sếp mới ngày nào lên xe xuống ngựa vung vinh bây giờ không có một suất thẻ hai đồng rưỡi được thọ không thể nào tưởng tượng được cảnh túng thiếu của chuyên đến thế chàng ngồi ngồi sao ông không đi làm chuyên thiểu mặt anh đừng gọi tôi bằng ông tôi hơn anh có dăm tuổi chứ bao nhiêu chúng mình còn trẻ cả tôi muốn đi làm lắm chứ ai muốn ở nhà chịu túng thiếu nhưng anh bảo chạy vào đâu làm bây giờ thời buổi này khó lắm chưa anh đi được một quãng thọ ngừng lại chàng nghĩ một lát rồi bảo ông đi sơi cơm với tôi đi kìa tôi đã bảo anh đừng gọi tôi bằng ông mà lại vâng anh đi sơi cơm với tôi hai người vào một tử lâu khách thọ gọi những món ăn một cách thành thạo khiến chuyên biết ngay ngày thường thọ vẫn lai vãng những nơi này chuyên ném một cái nhìn lén ra người bạn trẻ tuổi mới hồi nào ngờ ngạch chẳng biết gì thọ quay hỏi chuyên anh xây rượu thanh mai hay mai quế lộ một tí mai quế lộ anh ạ à. bữa cơm hôm ấy nữa làm cho chuyên hiểu thọ hơn thọ chẳng những là tay tháo phát còn là người có lòng dạ thọ luôn luôn khuyên chuyên nên ra buôn bán như mình tội gì chịu túng anh anh đi làm được tháng ba bốn chục bạc bao nhiêu anh nghe tôi anh cứ đi với tôi, thế nào tôi cũng tính cách làm cho anh kiếm được mỗi tháng bảy tám chục trăm bạc. Chưa biết chừng hơn cũng nên. Đây nhé, tôi cứ nói thế này anh nghe. Búp bê nhỏ, tôi mua ba hào một con, bán sáu hào, còn nhỡ năm hào, bán tám hào, còn đại một đồng, bán hai đồng, hai đồng rưỡi, một ngày bán mươi lăm con, ít ra cũng lãi vài bốn đồng, tội gì phải đi làm cho khổ thân. Truyền cười cảm ơn anh anh có lòng tốt muốn bảo tôi cách kiếm tiền nhưng tôi không theo anh được đâu tôi phải mời chào người ta tôi ngượng chết mất nó thèn thẹn thế nào ấy thọ đỏ mặt cố diễn sàng anh không nên nệ quá chúng ta sống trong đời chỉ cần tránh có một thứ sự bẩn thỉu đừng phạm điều đó là được rồi còn làm ăn buôn bán có gì là lạ không có tiền đào bới ra tiền tôi tưởng đó mới là sống chứ đó mới là anh hùng chứ. Tôi xin anh cứ nghe tôi. Làm thử một vài lần quen ngay. Ở đời, nếu mình không tự tìm được cái lý đứng lên nó mà sống, thì nguy lắm. Tôi thú thật với anh, tôi rất trọng những người tự lập, trông vào ngoài là chết. Phải trông ở sức hai bàn tay của mình. Kẻ lại khinh trọng, không ở nghề, mà ở kẻ làm nghề. Người phu xe, kể về thứ bực là hạ lưu, nhưng biết đâu về thứ bực thiêng liêng. Thứ bực vô hình, họ có thể là thượng đẳng nếu người vua xe ấy có một tâm hồn đẹp có những đức tính tốt truyền cười nhạt tôi nghe anh nói tôi cũng biết là phải đấy nhưng chịu tôi không thể theo được đưa con búp bê vào tay người ta mời chào tôi cảm tưởng như mình đi ăn xin anh nhầm lắm tôi đổi một thứ lấy một thứ sao gọi là ăn xin ông chủ một hiệu kim toàn to tướng đang quảng cáo ẩm tứ xứ cho thiên hạ đổ đến mua kể về một lối có khác gì đưa hàng trực tiếp vào tay khách không? Thế cũng là ăn xin à? Chúng ta còn trẻ, đời còn phải sông pha nhiều, anh phải nghĩ cho thật chín, trông cho thật rõ mới được. Đây nhé, tôi ví dụ thế này anh dễ hiểu hơn. Anh có trăm vạn, anh chế tạo, anh có chục vạn, anh bán buôn, anh có hàng nghìn, anh buôn đi bán lại, anh có hàng đồng, anh không có cửa hàng để người ta đến mua, tự tay anh đem bán cho người ta, có sao? bạc triệu bạc vạn bạc nghìn bạc đồng thủy chung anh cũng là anh bán hàng lấy lợi chứ gì sao thiên hạ lại trọng cái anh lái buôn bạc triệu trong khi khinh cái anh lái buôn bạc đồng anh thấy sự không sáng của thiên hạ chưa đã đảnh thế nhưng ngượng lắm anh ạ à? Ồ anh lại cứ bảo ngượng người ta ở đời còn nhiều cái ngượng khác cái ngượng quỵ lụy cái ngượng nhờ vả nhiều lắm bốc lòng thọ nói xong mới biết cũng đã không tránh những chỗ cẩn tránh chàng sợ chuyên chạnh lòng chàng sợ phạm vào tự ái của chuyên nên nói thêm tôi không bao giờ quên ơn anh đã giúp tôi khi trước đời tôi có lẽ anh là người thứ nhất giúp tôi nên bây giờ tôi thành thực mong anh nghĩ xa bỏ hết những thành kiến cố làm việc cho có tiền tôi cam đoàn với anh nếu anh bằng lòng làm việc tôi sẽ tìm cách để anh có thể kiếm được mỗi tháng trăm bạc ngay tôi vẫn biết anh bây giờ làm như tôi thì khó chịu và ngượng ngập thật đấy nhưng cố lên rồi quen đi khi đã quen rồi không ngượng ngập nữa làm đi anh ạ à. làm cho ra tiền mà tiêu tội gì anh cứ nghe tôi tôi bỏ vốn cho anh anh cứ làm tạm kiếm ngày vài đồng rồi khi nào có cái vốn ta lại xoay buôn khác biết đâu một ngày kia tôi với anh chả có một xưởng chế tạo búp bê tích tiểu thành đại anh còn lạ gì truyền vẫn lắc đầu Chàng cười ngượng nghịu Khó lắm Tôi không làm được đâu Nhỡ một cái gặp các bạn bè quen thuộc thì chết Họ cho là mình nghèo khổ Rồi mới xoay đi bán sao Ồ anh cần gì họ Họ có giúp ích gì cho sự sống của chúng ta Khi chúng ta xét điều gì đúng thì làm Chứ cứ trông chờ ở sự phán đoán thiên hạ Có lẽ việc gì cũng trái cả Cái thiên hạ nông nổi Có nghĩa gì không muốn để thọ nói nữa, chuyên bèn khất với một câu hẹt bâng cua. Được, anh cứ để tôi nghĩ, biết đâu tôi sẽ đổi ý kiến. Chuyên vừa về nhà, bà ký đã gọi tới tấp. gơm, cậu đi đâu mà lâu thế? Đợi sốt cả ruột, rồi mắng yêu. Cứ đi đâu là mất cả ngày cả buổi, chả bảo ai cả. Có việc cần, tìm cậu đến là khổ. Sự đon đả của mẹ làm cho Chuyên biết đã có một cái gì đáng mừng xảy ra gì thế hở mợ cậu có về mà đi làm thì đi bà thuận thái vừa sang mách mợ bà có ông em mới mở hiệu cao lâu muốn tìm một người quản lý ở đâu hở mợ đâu ở hàng bông bà thuận thái bảo lúc nào cậu về thì sang bà ấy bảo hai chữ quản lý làm chuyên choáng váng chàng chạy vội sang nhà bà thuận thái lại bà không dám cậu thế nào bà đã bảo gì cậu chưa thưa bà mợ tôi bảo bà muốn giúp tôi một việc phải cậu nó là em tôi mới mở một hiệu cao lâu muốn tìm một người quản lý như người cố nào được cho sang chuyến đỏ cuối truyền mừng rỡ bà làm ơn giới thiệu tôi tôi có thể làm được cậu nó bảo tôi xem ai là người đứng đắn cẩn thận mượn cho cậu nó một người vâng bà cứ cho tôi lại gặp ông chủ không cần cậu ạ à, để tôi nói công việc cho cậu nghe cậu liệu làm được cứ lên thẳng trên hiệu bằng không thì thôi đi lại mất thì giờ của cậu tôi ở nhà chứ có làm gì đâu mà sợ mất thì giờ cậu không phải lên vì cậu nó đã dặn tôi cách thức cả rồi mở hộp thuốc lá bà mở chuyên rồi tách bạch đây này cậu nó bảo cái nghề cao lâu kẻ ăn người làm chúng nó hay tát mắt. cần phải có một người quán xuyến trông nom chân ấy gọi là chân quản lý. Truyền nhanh nhẩu. Vâng, chính thế đấy ạ. À. Tôi vẫn đi ăn luôn, tôi biết. Hầu sáng, chúng nó là chúa hay gian tham. Không có người tạo việc trông nom hỏng ngay. Phải, cho nên cậu nó phải đặt trước quản lý là thế. Cậu nó bảo mở mang theo lối mô đét, không lúi xùi như các nơi khác. Ông quản lý phải ăn mặc lịch sự. Truyền nghĩ đến chỗ quần áo của chàng đã bán mòn hết còn gì mà lịch sự Nhưng chàng lại tự chủ Cần gì, làm là may ngay cũng được Vâng, đúng thế Cậu nó có chí làm ăn to Cải cách theo lối tân thời Không cho hầu sáng tính tiền khi khách ăn xong Vì nhiều khi khách ăn một vài bận quen rồi Cho chúng nó năm ba hào Chúng nó tính gian đi một vài đồng Ai biết đó là đâu Vâng, chính thế Nên cậu nó bảo Phải mượn quản lý tính tiền rồi biên giấy cho hầu sáng đem ra két. Truyền chán về. Chàng hiểu cái chân quản lý bà Thuận Thái xin cho chàng rồi. Quản lý gì đâu, cái tên ấy người ta đặt ra để gọi cho nó có vẻ. Thế thôi, nói nôm na là anh hầu sáng tân thời. Đúng hơn, hầu sáng theo kiểu tối tân của tiệm ăn lối mới. Ồ, thế thì chàng chịu, chẳng ra gì. Trước kia cũng đã có lúc ăn chơi, bẻ bạn nhiều. Bây giờ dơ mặt ra đấy, đợi người ta ăn xong rút cái bút chì ở mái tai ra loay hoay tính rồi lại dẫn xác đến bàn khác chỉ vào từng đĩa từng bát ôi chết đói ngay cũng chịu anh em cũ cùng sở họ vào ăn họ trông thấy thì chỉ có độn thổ biến chết truyền ngao ngán lắc đầu thưa bà tôi không chắc có kham nổi chân ấy không tròn xoe mắt bà thuận thái nhìn chuyên như nhìn con gà ba chân sao 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 cậu lại bảo không kham được? Mỗi tháng cậu nó giả 12 đồng cơ mà. 12 đồng cơm nuôi cơ mà. Truyền đành phải thú thật. Trước kia tôi đi làm, quen biết nhiều. Bây giờ làm thế, anh em người ta cười cho. Ồ, sao người ta lại cười là thế nào? Tôi tưởng giá ngồi két hay chỉ trong năm sổ sách, phần phát công việc, thay quyền chủ. Bà Thuận Thái giơ tay lên rời kêu ầm. Cậu này rõ lần thần, làm gì có ăn thì thôi, lại còn vẽ. Cơm đã không mất, cơm cao lâu lại ngon lành. Tha hồ muốn ăn gì thì ăn. Mỗi tháng để ra 12 đồng. Lại còn muốn gì nữa? Thôi, cảm ơn bà. Tôi chịu, không thể kham nổi. Lúc sang bà thuận thái, truyền vội bao nhiêu, thì lúc về, chàng chậm chạp bấy nhiêu. Chàng lo cái khoản mẹ chàng sẽ hỏi, rồi không khéo, bà ký lại nói lôi thôi cũng nên. Quả như chàng đoán, khi ngỏ với mẹ sự thể bà ký nổi tam bành lục tặc nào thế cậu định ở nhà ăn hại tôi suốt đời có phải không cậu định giết tôi có phải không à già cậu không còn biết thương ai không còn biết nể ai cậu có biết con mẹ hàng gạo hôm nọ nó bảo gì tôi không nó bảo không có tiền giả thì khâu mồm vào đã nhục chưa đã khốn nạn chưa đã ê chè chưa lại còn sĩ diện không làm thì làm rời à thần phận đã kiếm không nên, đào không ra, lại còn làm bộ làm tịch. Tôi bảo thật cho cậu biết, chuyến này không đi làm, cậu đừng vác mặt về đây ăn cơm của tôi nữa, cậu đừng bêu xấu bêu hổ tôi, tôi đã nhục nhã về bố con cậu nhiều rồi. Tôi đã chết cay chết đắng, chịu khổ chịu cực nhiều rồi. Truyền chịu những sỉ vả của mẹ với hàm răng nghiến chặt. Đã hơn một năm nay, từ ngày nghỉ việc, ít khi chàng được thảnh thơi. phi chuyện nọ thì chuyện kia, hơi một tí bà ký đay nghiến chàng. Đi thì chớ, về đến nhà, chàng cứ dày cả mặt. Nhất cữ này bà ký nói giết lắm, nhiều bận có khách đến chơi, nhất lại khách đàn bà. Mẹ chàng cũng cứ mang sới móc, vuốt mặt không kịp. Cây thẻ con không kham được, mợ bảo làm thế nào? Không kham được thì treo miệng lên, sao làm thì không biết làm lại biết ăn. Mợ không nuôi con nữa thì thôi, mợ mắng con thì con chịu, chứ làm những việc bệ giặc, con không thể làm được. Bà ký cười một cái cười lạnh băng. Hơ, hay chửa, tính chẳng có lại có tướng, bắt chuột chẳng hay hay ỉa bếp. Hơ, gớm chửa. Rồi đổi sang giọng mỉa mai, bà ký chĩa vào tận mặt con. ra con tôi định làm đô đốc, quận công cơ đấy. Nào tôi biết đâu, biết đâu ông con thất nghiệp của tôi lại gớm thế. Rồi bà lại vẫy tay vào mặt một cách chế giễu Thôi, chưa làm được trước quận công đô đốc, thì cứ làm tạm cây chân nhả đo cũng được. Máu ở cổ họng chuyên gần muốn vòi ra, chàng tối tăm mặt mũi, không thể đứng được nữa, chuyên ngã phịch xuống ghế. Nhưng sự đời, có những gấp khúc không thể lường. Sữa lung bị mỉa mai, một tai nạn nữa lại đến, để thêm thắt vào, làm cho chàng cơ cực hơn. Thằng bé con nhà thợ sặt cầm quyển sổ, tiến thẳng vào. Nó ném quyển sổ vào lòng chuyên. Cậu giả tiền thầy tôi đi Bà ký bĩu môi Đấy, đã biết thân chưa Đã hết đô đốc quận công chưa Truyền hắt quyển sổ xuống đất Về bảo thầy may Lúc khác Thằng bé cúi nhặt quyển sổ Lào nhào Thầy tôi bảo Thầy tôi không cho cậu chịu nữa đâu Cậu để lâu lắm rồi Truyền quắc mắt Về bảo thầy may Tao chưa có thì giờ tính sổ Thằng bé chẳng kém Gân cổ ai xin cậu mà cậu bảo không có thì giờ mấy tháng rồi có vài hào chỉ lại còn không giả lại còn vứt sổ sổ thì có một trang chứ bao nhiêu mà phải tính rồi nó đưa quyền sổ vào tận mặt chuyên đây này cậu xem có hơn bốn hào chứ bao nhiêu mà phải tính cậu giả thầy tôi đi thầy tôi không cho cậu chịu đâu chuyên quát ầm ô hay cái thằng này ai chịu nhà mày tao đã bảo tao không có thì giờ thằng bé bướng bỉnh cậu nợ cậu không xả cậu còn mày tao với ai tôi xin cậu à bà ký sung sướng vì con bị thằng bé làm lôi thôi nói mát con bằng cách bảo nó thôi cậu ấy đi làm đi lụng gì mà có tiền cho cậu ấy chịu rồi cậu ấy đi làm cậu ấy khác xả em đòi mãi cũng chả có đâu thằng bé vẫn không thôi nó cứ lải nhảy có mấy hào chỉ cậu không xả Thầy tôi bắt tôi đi nhiều lần lắm rồi. Lúc thì cậu đi vắng, lúc thì cậu khất. Cậu không có tiền, cậu đừng đưa có được không? Không chịu nổi, tức quá, truyền gầm lên, rồi nắm lấy nó. Chàng rúi đầu nó vào tường. Thế là việc bé xé ra to, nó chửi ầm ĩ, Không tự chủ được nữa, chàng giơ thẳng tay, tát trái cho nó một cái vào mặt. Thằng bé không kịp đỡ, đổ máu mũi, chạy ra cửa chửi dầm. Truyền đuổi, nó chạy miết bà ký nhân cơ hội ấy té tát đã mát lòng hà dạ chưa con ơi biết không khó tiền thì giặt nhà có được không chịu đựng của người ta làm gì người ta réo dóc cho truyền mặt tím bầm yên lặng một lát sau có tiếng chửi ầm từ ngoài ngõ vang vào hai ba người cởi trần lực lưỡng phàm phàm đi đến thằng bé con máu ướt đầm áo theo sau đâu nó đâu đứa nào đánh con ông bảo ông ông giết cho nó một trận những nhà bên cạnh đổ xô ra họ kéo sang cửa nhà bà ký thấy bọn họ ba bốn người định xông vào bà ký đứng chắn ở cửa có phải các anh định phá nhà tôi có phải không không ai thèm phá nhà bà phải gọi cái thằng nó đánh con tôi ra đây các anh định giết con tôi phải không không nói lôi thôi nó đánh con tôi tôi phải đánh cho nó bỏ mẹ nó chuyền gầm lên như con hổ chàng xông ra với một cái chảy ở tay những người xem kêu như cháy đồi chạy loạn xạ bỗng một tiếng quát ầm cái gì hai người đội cảnh sát hạ xe bà ký bù lu bù loa phân trần bà chỉ mấy người thợ sặt thưa hai ông mấy thằng này nó định phá nhà tôi thưa ông nó đánh con tôi vỡ mặt vỡ mũi lên bóp buổi chiều hôm xảy ra chuyện ẩu đả lại là buổi chiều thứ bảy và rủi hơn nữa. Lại nhằm ngày lễ, chuyên phải nằm ở sở cẩm tối thứ bảy cả ngày chủ nhật. Tối chủ nhật cả ngày thứ hai, tối thứ hai vị trí là ba đêm hai ngày. Nhất nhật tại tù, trời ơi, từ bé đến giờ, chuyên mới phải một chuyến nhục nhã đến thế này. Bị rốt chung với hai ba chục người, trong vi ô lông nồng nặc, những mùi chua của mồ hôi, mùi khai của nước dài và mùi hăng đến vỡ mũi của lộ bích kê ở chuồng tiêu, rội sang từ tuổi làm người đến giờ, truyền mới biết thế nào là cơm cá mắm. Đêm nằm, dẹp ở sàn đốt tưởng đến vỡ thịt. Ba đêm hai ngày, truyền tưởng như mình đã trải qua một thời kỳ vài năm. Ruột chàng, lúc nào cũng như có lửa bốc ngùn ngụt. Chàng đợi, đợi mãi. Đợi đến sáng thứ ba. Sáng thứ ba đã đến. Khi viên cảnh sát cầm quyền sổ chiếu vào gọi tên. Nguyễn Văn Chuyên, thì chàng ra sau một tiếng. Tôi! đánh nhau có phải không? vâng lên quan hỏi. sau khi nộp cho con sáu hào phạt, bà ký bỏ mặc chuyên lên xe về thẳng. chuyên hiểu mẹ giận chàng lắm. ở sở cẩm ra nếu quần áo không bị hôi hám, có lẽ chàng đã chẳng về nhà. nhưng không thể đi đâu được với cái sơ mi đen kịt ghét bám đầy cổ với cái quần gần thành mùi đất thó. bất đắc dĩ chàng phải về. thấy mặt con bà ký lẳng lặng đi vào trong nhà. Một lát lâu bà ra, mặt bà tái ngắt, bà bảo bằng một thứ giọng, cố ép lòng để khỏi phải phũ phàng. Thôi, cậu có đường có nẻo, cậu đi đâu thì đi, cậu bêu diếu tôi thế đủ rồi. Tôi xin cậu, tôi nhục nhã lắm rồi. Truyền cắn răng, chịu những nhảy xua đuổi của mẹ. Chàng lẳng lặng đi thay quần áo, rồi vào buồng đánh một giấc, bỏ cả bữa cơm chiều. Không khí gia đình nặng lắm rồi, chuyên nảy ra ý kiến đi sài gòn để kiếm việc làm Chẳng nhớ các bạn chàng vẫn kháo sài gòn nhiều đồn điền cao su tìm việc dễ hơn ở bắc nhiều sài gòn chuyến này thử đi một chuyến xem sao may ra có cơ hội lập thân chăng chàng biết lần này ngỏ ý với mẹ bà ký sẽ bằng lòng ngay nhưng còn cái khoản lộ phí à cũng phải có dăm chục bạc mới nói chuyện bay nhảy được chứ đã đành trong ấy có người anh con cô con cậu ruột ăn uống không lo rồi. Nhưng cũng phải có đồng ra đồng vào, chẳng nhẽ đã ăn uống thì chớ. Lại còn lấy tiền của người nữa hay sao? Chàng suy tính mãi, rồi quyết định vùng vẫy một phen, bắt đầu thực hành cuộc viễn du. Bằng cách đặt lên thảm vấn đề lộ phí, Isa cũng có năm chục. Năm chục lúc này hỏi ai, Đào đâu xa? Chàng soát lại một lượt các đồ đạc, không còn thứ gì có thể phát mại, lấy món tiền to như thế. Tính tính mãi, chỉ còn một cách bán cái tủ áo nữa thôi. Từ ngày thất nghiệp, chàng đã bán la liệt, bán không từ một thứ gì. Bán, bán nhiều lắm, nhưng chưa hỏi tội đến các đồ gỗ là những thứ cổng cành không giấu ai được. Xong túng thì phải tính, cho hàng xóm láng giềng cười, mặc họ, và họ còn lạ gì tình cảnh mình. Định tâm rồi, truyền nói với mẹ. Con ở ngoài này mãi, cũng chẳng có công việc đâu. Mở cho con vào Sài Gòn, con tìm việc may ra có cơ hội ở ngoài này nằm nhà mãi phiền bỏ ra bà ký không nghĩ ngợi nói ngay trước kia cậu anh còn đi làm tôi không muốn cho anh đi xa bây giờ cậu anh ở nhà rồi anh muốn đi tôi cũng để cho anh tùy ý rồi lòng người mẹ đến dù là người mẹ xưa nay đã đẩy đọa con nhưng lúc còn thất nghiệp bà ký ngồi ngùi giá tôi làm ăn khá giả tôi cũng chẳng để anh tha phương cầu thực nhà một mẹ một con. Nhưng anh biết đấy, tôi bói không xa, xả không thấy, giữ anh ở nhà để nhịn đói cả à. Anh vào trong ấy, làm ăn khá, liệu mà gửi tiền ra. Tình cảnh nhà anh đã biết đấy. Truyền ngập ngừng. Nhưng con muốn xin mọ một điều. Bà ký giật mình, ngước mắt đợi con nói. Con muốn xin mọ cho phép con... Cho phép gì anh? Cho phép con bán cái tủ áo, lấy tiền đi, bà ký rún cổ bà lắc đầu ra dáng đau xót à thế ra bây giờ anh không thiết gì đến nhà cửa anh bỏ anh đi rồi anh lại tính cách bán hoài bán hủy có phải anh bảo của anh sắm ra thì anh bán truyền nhằn nhó sao mợ lại nói thế còn bao giờ lại dám nghĩ quảng xiên vì từ đây vào sài gòn phải có mấy chục mới vào được mợ bảo con không bán thì con trông vào đâu bà ký thở dài nào có phải tôi giữ của anh đâu tôi không muốn các ông cả bà nhớn bỉa mai tôi là vong gia bại sản Chứ của anh xám xa thì bây giờ anh cần tiền anh bán tôi có dám nói gì anh đâu bà ký miệng nói thế nhưng trông con mắt bà truyền thấy ngay mẹ oán hận lắm chàng đành phải thôi vâng mợ đã không muốn thôi con cũng xin nghe ngăn được con rồi bà mới trở lại lòng thương của người mẹ hiền Bà nói giữa những cái lắc đầu buồn thảm. Con liệu xem, những bạn bè cũ của con ấy, trước kia người ta ăn của mình đấy, bây giờ bảo người ta chạy cho suốt tàu mà đi, chứ mọ còn trông vào đâu được, bảo tiếc con. Truyền chán quá, chẳng không ngờ mẹ mình lại có thể tầm thường quá đến thế. Chẳng không ngờ mẹ chàng lại xui chàng đi hành khất các bạn hữu. Thảm chưa, người thủa xưa sợ con để nhục xanh nhà, đã quyên sinh để con được tự do, theo trí nguyện Cũng chỉ là đàn bà thôi chứ gì Cũng là người mẹ chứ gì Sự liềm sỉ đã phôi pha vì thời gian rồi hay sao Là kẻ sống nhem nhụa trong đời Mặc dầu Chuyên khổ về mẹ Đã chỉ cho mình cách đến nhà bạn vay mượn Xong chàng cũng đành thực hành giáo huấn của mẹ Vì chàng cho Cũng chỉ còn cách ấy Chàng bèn đến chơi nhà một người trước kia Đã cùng chàng dấm dúi trong công việc Sự thông đồng này Đã đem lại cho cai tiến mấy nghìn đồng Cải tiến thoáng thấy chuyên Biết ngày cậu ký đã xa sút Y lại biết Vì cớ gì cậu ký đến tìm Y Mặc dầu biết Y vẫn niềm nở Ông ký độ này vẫn chân lắm thì phải Và dãi bầy Ông có món nào giúp tôi một tay không Khôn đôn đến nơi rồi Rồi Y kể ra một sốc Những tai nạn của Y Trong mỗi tai nạn Y đặt một món tiền Sáu bảy tai nạn tưởng tượng của Y Y bắt chúng chi phí mất vài nghìn đồng Thằng cháu Phi mất đi Mất mấy trăm bạc đốc tờ Mẹ cháu băng huyết ốm về quê hơn một năm Phải bán tám xào ruộng cánh đồng xứ Cụ tôi lên lão mời thập bát dĩ thượng Cũng mất ngót sáu trăm Cái kiện cấy xâm canh Đi lại tốn hơn ba trăm Tôi hò một dạo Phải tiêm và e phổi mất bốn năm trăm bạc Nào tôi muốn vẽ vời làm gì Nhưng bác tôi và các ông chú Cứ bắt phải khao Ông tính nhất xã Tam Thôn từ con dài 18 đến ông già 60 phát miệng đến ăn nhà mình Thì còn gì là tiền Nghĩa là y kê khai các phí khoản Để cho hết số tiền y thông lưng với chàng Kiếm được hai năm về trước Để cuối cùng thở dài than thở Của thiên giả địa Tời rõ thật cũng đen Giá không ốm đau khao khoán Có lẽ cũng chưa hết Chẳng trách Các cụ bảo Của trong nhà đội nón ra đi là thế Đã thôi đâu y còn lấp thêm tảng đá nữa vào cửa hang tôi cũng định hôm nào dỗi lại đằng ông xem ông có tìm tòi được cái gì cho anh em kiếm trác với chuyên hiểu ngay y sợ mình tần phiền chàng vội nói để cho y rõ chàng không muốn vay mượn gì đâu lâu ngày nhớ ông lại chơi thế thôi rồi đà đận một lúc chàng cáo từ cai tiến nhất định giữ chàng lại vốn không có chủ định chuyên chỉ sống theo cái đà lăn của đời chàng lại tưởng cai tiến vô tình, kể lể tình cảnh thế thôi, bèn ở lại. Thấy y tiếp đãi hậu hĩ, nghĩa là mâm rượu đủ cả gà qué, cá mú, giò chả, truyền lại trở lại với ý tưởng vay y xuất tàu. Ý tưởng ấy, chàng liền thực hành ngay sau những lời ba hoa của cai tiến. Tử nhập ngôn xuất. Tôi muốn nói với ba câu chuyện có được không? Cải tiến tuy ngả ngả, song cũng còn đủ sáng suốt, trột dạ. Ông cứ nói, đã đến chỗ không thể lùi, truyền thu hết can đảm, thứ can đảm phi thường của kẻ đi vay bị chẹn họng. Chả giấu gì ông, từ ngày xảy ra chuyện lôi thôi ở sở, tôi về đến giờ cũng chưa tìm được việc làm, thành thử dành dụng được đồng nào tiêu pha mất cả. Ở ngoài này mãi cũng thế, tôi định vào Sài Gòn tìm việc, ngạt vì cái số tiền lộ phí chưa đào đâu ra. Tôi nghĩ anh em cũng chỉ có mình ông là thân và đang có công việc. Vậy ông làm ơn giúp tôi giam trục tôi đi cho được việc. Cải tiến chưa kịp trả lời. Chàng bèn làm cái công việc của Tào Tháo ở Hoa Dung Tiểu Lộ. Ngày xưa anh em mình làm ăn cũng chẳng có điều tiếng gì. Nếu tôi không gan, lão chủ dọa dạ dẫm, đã khai ra ông và tôi, anh em mình đều lôi thôi cả. Chuyện ấy ông được vài nghìn, tôi cũng được non thế. Nhưng tôi chẳng may phải thôi, nên tiêu hết đi. Cài tiến khả khả mấy tiếng, bóp chán làm bộ nghĩ ngợi, rồi thở dài chỗ anh em không mấy khi ông hỏi nếu tôi bảo không có chắc ông cũng chẳng tin y bỏ lại phía tủ chè mở lấy cây ví ném ra trước mặt chuyên ông cứ mở ra xem thật quả tôi chỉ có chục bạc mai lại phải giả tiền nhà tất nhiên chuyên không thể làm theo lời yêu cầu của y y bèn mở tung ví ném ra một nút các giấy má y còn thọc cả vào ngăn trong giờ cái ví lên đây ông xem bồ ơi là bồ rồi y xếp từng tờ giấy vừa ném tung đến tờ giấy gấp tư y kính cẩn mở rồi lôi ra hai tờ giấy năm đồng y ném tênh hình trước mặt chuyên nào có dám giấu chi kỷ đâu kèm theo chuỗi cười nồng nặc hơi men chuyên gật đầu tôi hiểu rồi ông lúc này cũng không phong lưu lắm y ngẩn ngay mặt đây ông xem cả cửa nhà đấy sáng mai mà không đem giả nó sớm nó cho con nó sang be thì phải biết nhưng không biết vì thương hại bạn Gấp khúc hay làm bộ anh hùng Y chặt lưỡi một cái Rồi cầm tờ giấy 5 đồng Chìa thẳng vào mặt chuyên Đã liều, liều nhân thể này Mai đến sở xoay Chiều về giả nó cũng chưa chết ai Ông cầm lấy 5 đồng tiêu tạp Cử chỉ sổ sảng của Y làm cho chuyên ngượng Mặc dầu rất cần Chàng cũng phải từ chối Thôi, ông để giả người ta Để tôi vay chỗ khác Y phồng má há hốc mồm gân mặt. Tăng phú, tôi chưa giả sáng mai. Nó cũng chẳng ăn được thịt tôi cơ mà. Ông cứ cầm lấy tiêu tạm, mai tôi lên sỏ tôi xoay, mai ra cũng được. Rồi y cười khì khì vỗ đùi. Mấy khi chi kỷ hỏi, chẳng có nhiều, chứ lại không đãi chi kỷ được quốc xe à? Cầu đãi như mũi kim, nhói vào thịt chuyên, chàng nhăn mặt. Thôi, cảm ơn ông, phiền ông thế không tiện. Y lại này, thì ông cứ tiêu. Mặc tôi, mai tôi say được mà. Thầy chuyên không nhận, y bỏ thỏm vào túi sơ mi chuyên. Đi đến nhà giàu, chuyên bị một anh áo cánh lụa, sang vàng, lẹo đẹo theo sau nói nhỏ. Có sòng dưới kia, ông xuống chơi giải trí. Không đáp, chuyên cứ đi, anh mời khách lại nhảy. Mai ra phất ông ạ, à. đánh trác nghiêm lắm, cẩn thận lắm. Chuyên vẫn không đáp, y lại nói. Mai ra phất ông ạ. À. Nếu lòng người phức tạp thì khoa học cũng đã tìm ra những mánh khóe tâm lý để lọt vào. Tên mời khách đã mở trong đầu chuyên một lối để tìm tiền. Cầu may ra phất, bắt chuyên nghĩ đến những canh bạc đỏ. À biết đâu, biết đầu gậy vông phá nhà gạch. Năm đồng bạc trong túi chàng lại chả đem được mời thằng bạn nó về. Dừng lại chuyên hỏi. Ở đâu? Y nhanh nhầu chỉ về phía sông. Dưới bè kia. Cẩn thận lắm ông ạ các mẹ sử ấy trên phố vẫn xuống chơi đấy mà rồi y nhăn nhở phất một canh xem sao ông ạ và không hiểu căn cứ vào đâu trần cháo chỉ tay lên trời hôm nay thế nào mẹ sử cũng phất moa ga lăng ti với mẹ sử như thế phất lên cho moa chẩu tam chát nhé Bồi tai truyền theo y xuống sòng con đường từ đấy đến bè đã dệt cho chàng bao nhiêu mộng ờ à, biết đầu lại chẳng phất biết đầu loáng một cái được xăm ba chục Tên mời khách dẫn chuyên đến một cái bè chỉ Đang đánh đấy Mẹ xử sông đi Người ta bảo cờ bạc đãi tay mới đúng thật Sáu tiếng ba bay liền Chuyên chúng cả Chàng liền nghĩ đến anh chàng vừa mời mình Có lẽ thần đổ bác thương tình chàng Nhập vào nó để cho của chăng Chả thế sao có chúng sáu tiếng liền Chàng đếm lại tiền 19 đồng và mấy hào lẻ Bỗng mắt tay trái chàng Máy liền mấy cái Đúng, đúng đúng rồi, thần đổ bác thương chàng thật rồi. À, ra con người ta lúc cùng biến, thần minh cũng phải thương, cho nên khi tên sóc cái, đập đập quân bài vào cái bát kêu. Lẻ thừa năm đồng. Truyền vẫy ngay, hai người bên cạnh ngoảnh nhìn tận mặt chàng. Tôi đắt. Tên hồ lì cầm bát để trước mặt chàng. Ông phán mở đi. Rồi chỉa tay, đợi bắt cái bát. Truyền ném tờ giấy năm đồng để cược. Nằm bát mở bật lên, tên hồ lì xeo. Sắp ba! Thần đổ bác, nuột bén của chuyên tờ giấy 5 đồng. Sau một giờ đồng hồ đánh chắc hết mặt này sang mặt kia, truyền đã hết nhãn. Chàng ra về với ba hào chỉ của tên hồ lì đưa tiền xe. Chàng lại thất thểu đi lên. Tên mời khách đang chọn mía của cô hàng, thoáng thấy chàng đi lên quay mặt đi. Nó đã nhận thấy chàng thất bại rồi. Nghề của nó đã cho nó có con mắt riêng. Biết ngày khách chơi được hay thua, qua mặt nó. Chàng lầm lầm như giận dỗi, nó để chàng đi qua mấy bước mới bảo cô hàng mía. Tay kia vừa ở xong lên đấy, chắc cu cậu thấy. Cô hàng mía ngơ ngác. Bác bảo gì? Nó chợt hiểu đã dùng tiếng nhà nghề nói với người khác làng nó. Làng sóc đĩa, bèn cắt nghĩa. Thấy là thua, rồi cười nhé răng vàng. Chắc cu cậu thua. Cô hàng mía cười tít. Sao bác biết người ta thua? Thua chứ lại không thế nào được Không thì cứ chặt đầu đằng này Nhưng sao bác biết mới được chứ Cứ trong hai tay anh nào vung vẩy ít là thua À được bạc thì phải biết Trông xa chỉ thấy những chân tay là chân tay Cô hàng mía đập vào tay nó ngạt nghẽo Khéo khỉ Tinh thế Cô ta nhìn theo chuyên Rồi gật đầu Ừ nhỉ Trông ông kia đi không thấy vung vẩy thật Nó cười đắc chí Đằng này đã nghiệm trăm lần rồi chẳng bao giờ sai cả. Truyền chán nản vô cùng, chàng bước một cách nặng nề, chàng định rẽ vào chợ gạo tắm một cái đã, rồi muốn ra sao thì ra, đi đâu thì đi. Vừa bước chân lên khỏi thềm thì trông thấy thỏ ở trong đi xa, tay cầm chiếc khăn mặt. Anh cũng ra đây tắm à? Phải, thế tắm đi, tôi về trước, tắm xong lại chơi tôi. Anh nhọc à, trông buồn thỉu. Thôi, tôi chả tắm nữa, lại chơi anh một tỷ rồi tôi về bà mùi đang chọn nâu của một người nhà quê gánh đến thấy chàng niềm nở kìa ông sếp sao lâu không thấy đến chơi ông vào chơi với cháu trong kia tôi giở tay một tỷ vâng bà cứ mua ạ vừa bóc thuốc lá mời chuyên thọ vừa hỏi anh đã tìm được việc chưa chưa anh ạ à. anh đi đâu về lại rẽ vào nhà tắm định đi tắm à không có định tắm đâu Nhân tiện qua thì tắm một cái cho mát mẻ. Tôi vừa ở xong về. Anh ở xong về? Phải. Anh cũng đánh bạc à? Tôi không đánh bao giờ. Lần này là lần thứ nhất tôi vào sòng bạc. Châm diêm cho chàng. Thỏ chậm rãi. Đánh bạc làm quái gì anh? Được chỉ tiêu nhảm, thua thiệt vào lưng ngay. Truyền chạc lưỡi. Tôi có định đánh đâu? Bất đắc dĩ. Sao lại bất đắc dĩ? Truyền im bặt không nói, Thỏ hiểu cái im bặt ấy có nghĩa gì. Ấy, hôm nọ ông chú tôi ở nhà quê ra chơi, ở tàu nam lên, đi qua nhà giàu bị chúng nó mời. Ông chú tôi bùi tai xuống đánh, mật ngày hai chục. Quần chúng nó gớm lắm, anh đừng có dại, mắc vào tay chúng nó bịp cả đấy. Bà mùi mua xong vào với chuyên. Bà rót nước mời chuyên. Ông xếp độ này chắc phát tài lắm. Vâng, đa tạ bà, cũng đủ tiêu ạ. À. Bà ký cháu độ này có được khỏe mạnh không ạ? Đa tạ bà. Mợ tôi khỏe mạnh ạ. Thọ nhìn chuyên rồi cười bảo mẹ. Đẻ ạ, anh chuyên vừa thua sóc đĩa đấy. Bà mùi giật bắn. Bà không ngờ con bà lại dám gọi ông xếp bằng anh. Nhưng bà lại ngờ tai bà ngãnh ngãng. Ông xếp cũng biết đánh sóc đĩa cơ à? Vâng, tôi buồn đánh tiêu khiển. Thọ gật gù. Ấy, hôm nọ chú tôi cũng buồn như anh. Mật ngóm hai chục bạc. Anh buồn, sao không lại đây đánh cờ với tôi, hay rủ tôi đi xem đá bóng, xem cine có được không? Buồn mà đánh bà có khi mất nghiệp. Bà mùi đưa mắt sang con, không thấy con khác ý, bà bèn ra hiệu cho thọ ra ngoài hỏi. Chết, sao con lại gọi ông xếp bằng anh? Thọ cười. Thưa đẻ, hôm nọ con gọi anh ấy bằng ông, anh ấy bảo cứ coi nhau như anh em. Chết, ông xếp giận chết. Thọ níu tay mẹ lắc đầu. Anh ấy đã bảo con đừng gọi bằng ông, lại còn giận gì? Bà mùi gật gù, đưa tay lên tuốt cái trứng ở tóc con khẽ bảo. Con mời ông xếp ở lại xơi cơm nhé. Vâng ạ, nhân thể có mấy con mực, chú con cho hôm nay. Thọ sung sướng nhảy cỡn. Phải đấy đẻ ạ, con xin đẻ với con nướng ăn. Thọ trở vào, thấy chuyên ngả lưng vào trường kỳ, bèn lấy gối đưa cho chuyên. Anh mệt, nằm nghỉ đi. Cảm ơn anh, tôi ngồi chơi với anh một lát lại phải đi bây giờ đấy mà, Thọ ấn cái gối vào tay chuyên. Không, anh ở đây xơi cơm. Để tôi bảo có mấy con mực của chú tôi cho, nướng anh nhắm rượu. Thôi, anh nói hộ với bà, tôi xin phép đi ra ngoài có chút việc. Thọ nhất định không nghe. Kìa anh, để tôi đã thành tâm mời anh, anh đi để tôi mắng tôi. Sự vổ vập của bà mùi, của Thọ, làm chuyên có can đảm ngỏ thực tình cảnh với Thọ. Anh ạ. À, Tôi chán đời lắm rồi Anh tôi mới nói thật Tôi khổ sở lắm Khổ sở cả vật chất lẫn tinh thần Anh tính khi tôi đi làm Kiếm được đồng nào là tu bổ vào gia đình Và giúp đỡ bè bạn Đến bây giờ mới nghỉ việc có hơn một năm Tôi đã nhìn thấy tất cả những đơn bạc của loài người Tôi buồn lắm anh ạ à. Nói dấu gì anh Bạn nãy tôi đến nhà cai tiến Là cái thằng tôi giúp nó làm nên bạc nghìn Tôi định hỏi nó vài chục Lấy tiền vào Sài Gòn tìm việc anh biết y đối với tôi thế nào không? Hờ, y kể chặn họng, nào tai này hạn khác. Rồi y đưa cho tôi 5 đồng. Giá y đừng đóng kịch, thì y cho tôi một đồng. Tôi cũng bằng lòng. Chán quá, những lúc cùng bĩ, tôi mới thấy ở đời ít người tốt lắm. Thọ ngắt lời chàng, sau một cái nhếch mép. Ồ, chúng ta phải lượng hiểu trước những thất thố của đời, và cho là sự dĩ nhiên. Nếu chúng ta trách đời, ấy là chúng ta làm một việc thừa. Muốn cho đời khỏi đơn bạc đối với mình, hãy nỗ lực làm việc. Tôi cho cách ấy mầu nhiệm nhất. Nếu ai cũng làm việc cả, đời không có những chữ, thị phú khinh bần, nhân tâm bất cổ. Truyền ngạc nhiên về chỗ thọ hùng biện, chàng gật gù. Anh nói cũng có lý, anh học được ở đâu những điều ấy? Thọ khiêm tốn. Tôi học được ở trong những phút làm việc của đời tôi. Tôi cho người ta muốn hiểu sâu sự đời, phải làm việc lý nhẽ của kẻ làm việc tìm được mới là những lý nhẽ áp dụng được trong đời muốn thâm hiểu cuộc đời trước hết hãy sống cho phải mà cái phải nhất là dùng đời mình cứ dùng đời mình cho giáo diết khác tìm thấy lẽ cuộc đời rồi hạ giọng cuộc đời có cái lẽ của nó đấy anh ạ à. sai lẽ là đời khốn đốn ngày đấy tôi cho cái lẽ của anh và của tôi bây giờ là trước hết sống bật ra khỏi những thành kiến nó làm u trệ tinh thần nó đóng chặt mình vào những tình thế phẫn uất nào anh đang cần gì nào cần tiền ư cái lẽ của sự cần ấy là làm bật ra tiền dò đúng cái lẽ làm bật ra tiền ta mới thực hành nó thế anh bảo cứ cần tiền thì phải làm bật ra bằng bất cứ cách gì nhưng không phải làm bật ra bằng những hành động mờ ám anh nói thì đúng thật nhưng tôi thấy khó thực hành lắm anh trò khó vì anh không chịu bước ra khỏi những thành kiến ác hại Tôi xin anh tin rằng Tôi đã sống những ý tưởng của tôi về cuộc đời Tôi đã tìm thấy nó Giữa những tủi nhục của số phận Anh ạ à, Hồi đẻ tôi đưa tôi lại nhờ anh xin việc hộ Tôi phải nói thật với anh Tôi rất xấu hổ khi bà nhà ta khuyên tôi Không nên gian tham Không nên thế này thế khác Lại đến lúc được việc rồi Tôi thấy ngày lương tôi không đủ nuôi mình nuôi mẹ Thế là tôi tỉnh ngộ tôi biết tôi phải làm gì. Anh bảo một cậu ký, dù sao cũng là ăn trắng mặc trơn, đạp xui thành kiến, vụt biến thành anh bán hàng rong. Nếu tôi không có chút cảm ngộ, tôi làm thế nào được? Tôi cũng có tai để nghe, mắt để thấy như mọi người chứ. Tôi có phải là hòn đá đâu. ấy thế mà tôi bỏ cái bút chì ở mái tai, lan xả vác cập hàng, tôi phơi thân ra ngã ba ngã bảy, tôi cắm đầu cắm cổ làm. Làm, làm làm tôi chỉ biết có thế làm để cung phụng thỏa thuê cho người mẹ thân yêu làm để tránh cảnh túng thiếu của hiện tại và nghèo nàn về mai hậu tôi tuy không kiếm được nghìn vạn nhưng tôi đã mở cho đẻ tôi một cửa hàng dù là nhỏ và làm hài lòng mẹ già tôi về một chỗ một chỗ tôi mong một ngày kia anh sẽ tìm ra cái lẽ cần áp dụng ngay vào cuộc đời hiện tại của anh truyền đàm chiều mỗi người một tính anh ạ à tôi thì tôi không thể bác con búp bê mời chào ai được tôi xấu hổ lắm với anh tôi phải thú thật thế gạt tàn thuốc lá hai ba bận thọ nhìn bạn một cái nhìn ý nghĩa cũng có lẽ rồi hỏi luôn có phải anh cần tiền tôi sẽ đưa để anh đi anh đừng băn khoăn vâng anh làm ơn giúp tôi sau này làm ăn khá giả tôi sẽ xin gửi ra giả anh ồ anh nói làm gì điều ấy anh vào trong ấy nếu không có việc lại muốn xa Anh cứ viết thư về cho tôi Có tiền lộ phí rồi Chuyên về thu xếp sửa soạn ngày đi Bà ký thấy con sắp sửa xa cửa xa nhà Cũng ngậm ngùi Con tìm được việc làm Đánh ngay thư ra cho cậu mà yên tâm nhé Vâng Phần thứ tư Hôm nay là ngày hệ trọng nhất của chuyên Hệ trọng ở chỗ lìa bỏ quê cha đất tổ Tìm vào năm kỳ sinh sống Bà ký làm một bữa cơm thịnh soạn có những mâm cơm bảy cái cảnh túng thiếu của chủ nhân. Trong những món ăn gọi là có, trứng ư, một đĩa trứng to lắm, nhưng mỏng tang, mỏng hơn cái bánh đa khoai, bát canh thịt nạc rau cải, vài miếng thịt lèo tèo chìm xuống dưới làn nước biếc, đĩa thịt bò xào đậu đũa, kích thước đậu đũa với diện tích miếng thịt, không làm nổi cái tính trừ. À, những miếng thịt bò ấy phải thưa thớt sống cái đời thưa thớt của chúng trong cái rừng đậu đũa đã hẳn rồi đã lâu lắm bà ký không làm những món kể trên nhà bao nhiêu miệng ăn giữ vững được hai bữa cho no bụng cũng đã bở hơi tai nói gì đến no lại no một cách xa xỉ đã lâu lắm từ ngày danh từ cậu xếp biến thịt bò băm nhét vào cà chua canh giỏ sống nấu chua cây nước bằng nhau biến theo đã lâu lắm trứng mới lại có dịp trở lại nhà bà một người trong gia đình ra đi có phải chơi cho rằng ra đi vì nghèo vì không có việc làm thì cũng là ra đi chứ gì. Lòng bị dịn nhớ nhung, hẳn cũng không kém. Bà ký mắt đỏ hoe. Có công việc, đánh ngay thư về cho cậu mợ con nhé. Vâng, con vào trong ấy, đừng có đua đòi ăn chơi. Đánh đù với tỉnh thế nào được, họ tiền rừng bạc bể. Vâng, người cha có lẽ bình nhật thương con nhiều quá, nên lúc chia ly, chỉ lặng thinh. Ông ký nhắp hết ly rượu cuối cùng mí môi nhăn mặt, rượu cay hay lỏng cay. Anh cứ vào trước đi, chưa biết chừng tôi cũng vào sau. Xem có việc gì tôi còn làm được. Còn mắt ông nặng một u hoài, ý chừng ông nghĩ đến từ nay, ông sẽ tiêu thụ thay con những nhởi xa xôi của vợ. Bao nhiêu trả thế, vài ba người chịu một câu nói nó vẫn dễ chịu hơn. Vì ai cũng có cảm tưởng không phải mình, chứ lại trần trần ra, còn đổ vấy cho ai được mà trả ngược. Có phải ông ký nói câu ấy vì ông cảm thấy rồi đây ở cái nhà này chỉ mình ông, mình ông đối đầu với những câu bóng gió. Miệng ăn núi lở, người ăn thì có người làm thì không. Bà ký tỏ ý không bằng lòng, ném cho ông một cái nhìn trách móc. Bố con ông đi cả, để mình mẹ con tôi ở nhà. Nữ nhân nan hóa, tôi chịu thôi. Đôi môi ông ký vẫn mím chặt. Ông thở dài. Không đi, ở đây rồi cũng phải tính cách làm ăn buôn bán chứ, ngồi ăn mãi được à? thì đã bảo bà ký là người không biết thớ lợ mà bà nói ngay phải đấy cậu không lo liệu thế nào rồi đến nhăn răng cả ra với nhau có những người thích mặc những màu rất gắt đỏ lòm xanh lơ vàng ối thì cũng có những cái miệng bất chấp ngôn từ nói được đúng ý là nói còn chữ nặng nhẹ ồ những cái ấy nghĩa gì nào cứ chém to bung dừ là được đã có lần bị can mẹ Gơm, vợ cứ nói thế con thấy thế nào ấy việc gì mợ phải nói quá bà ký những lần ấy chỉ cười nhạt và lý luận một cách rất đành thép cô không phải chạy gạo cô cần gì mỹ định đưa anh xa ga truyền nhất định không nghe em ở nhà xem mợ có sai bảo gì không đi làm gì mất thì giờ đi cũng đến thế thôi phút chia tay sở dĩ có ở trần gian là vì giời đã sinh ra đàn bà phút ấy đàn bà sống nhiều hơn chúng ta phát biểu nhiều hơn chúng ta mỹ bỏ thêm cái khăn tay của nàng vào làn mây cho anh sụt xịt bà ký sống ngay ý tưởng của bà và phát biểu liền bằng một cái lườm rõ khéo cô đi làm đi ăn chứ đi đâu mà khóc không đi mà kiếm ăn ở nhà chịu chết đói à rõ thật chỉ được cái hão nguồn nước mắt tắt ngay mỹ cụt hứng tiêu nghỉu bà ký giọng khô đập vào tay con à này cậu đi làm có tiền nhớ tìm mua cho tôi một cây lĩnh nhé lĩnh sài gòn bền mặt lắm không hay vỡ truyền cần nhắc mãi không biết có nên đánh dây thép không mấy hào chỉ lúc này có phải thường có lẽ chẳng nên tự nhiên lù lù đến đành lục tiêu vẫn phải tiêu báo trước bằng dây thép cho anh chị ấy ra gà đón cho con cháu nga nó sướng thế là chàng bỏ ra năm hào chỉ chi phí vào việc báo tin chàng đến cho ông phán mai ở nơi xa xôi gặp người cửa người nhà, vui thật, sướng thật, rồi lại líu tíu, mất cả làm ăn. Còn Nga thấy chú nó, phải biết, lại cười khanh khách ngay. Chị Mai lại gỡ không hết chuyện, anh Mai lại chiều nào cũng si nê, hết dạp nọ đến dạp kia. Gớm, dạo nghỉ phép về, năm kia thì phải, hồi ấy chuyên đang hái ra tiền. Vợ chồng anh chị ấy đi đâu một bước cũng bắt chú đi, hơi con Nga khóc là ra chú bế. Ngờ ngợ một thứ hàng, là chú truyền đoán hộ anh xem có đắt không nào người chị dâu ấy thế mà tử tế với họ nhà chồng quá hễ ra ngoài về là mua bánh đậu mua cốm để ông bà và chú xơi và âu yếm mỹ một cách lạ dạy cả uốn tóc dạy cả đánh phấn hồng dạy cả tô sáp môi và lúc hết phép cả hai vợ chồng đều ân cần gớm ân cần lạ lùng hồi nào chú xin nghỉ được một tháng vào chơi với tôi nhé Sài Gòn Hòn Ngọc Viễn Đông đấy. Vào rồi tôi đưa đi xem thở sở thú. Vào rồi tôi đưa đi xem sở thú, đưa đi xem đại thế giới. Ồ, đẹp thì phải biết. Rồi tôi làm mối con gái Sài Gòn cho. Liệu chú xin nghỉ một tháng được không? Truyền đặt vali làn mây xong. Giải tờ nhật trình xuống ghế ngồi xuống. Thở ở đâu đi đến, tay sách cái bổ con. Tôi đây anh. Kìa anh, anh đi hôm nay à? Phải, anh lại đằng tôi phải không? Chắc mợ tôi bảo chứ gì. Không, tôi không lại. Sao anh biết tôi đi hôm nay? Tôi biết đâu. Sao anh lại ra đây? Thọ nhìn lên phía trên, ngoái xuống phía dưới. Tôi xếp hàng cho mấy người anh em họ bán chuyến tàu này. Hàng gì? Các thứ kẹo tây và lơ của tôi. Thôi, anh đi cho được may mắn. Tôi phải tìm họ. Sau cái bắt tay, thọ phàng phàng rẽ người đi thẳng tàu chạy đến thường tín thì đỗ lại đợi tàu tránh một thanh niên vận âu phục mặt mũi sáng sủa lanh lẹn đến đặt vali rồi giao rất tự nhiên đây là thứ lơ mới chế của sở vạn thọ truyền vội quay mặt đi trả ngượng thay cho thanh niên đến khi thanh niên giao xong đưa lơ cho từng hành khách xong đưa đến chàng chàng xua tay tôi không mua ngài cứ xem cho biết tôi không xem Thanh niên thản nhiên đưa cho bà bên cạnh. Khi thanh niên đi rồi, truyền thở vào, chàng thấy đỡ bứt rứt. Bà bên cạnh đưa cho chàng xem gói lơ vừa mua. Rẻ lắm ông ạ, lại tốt nữa. Tôi đã mua mấy lần tôi biết. Cái nhà ông này bán hàng giỏi đáo để. Truyền xem xong đưa giả lặng lặng. Bà ta hỏi, sao ông không mua một gói? Có hảo chỉ chứ bao nhiêu? Lơ này tiêu hơn lơ bột nhiều. Tôi không dùng đến. Bà ta lại hỏi luôn ông đi đến đâu tôi vào sài gòn ông vào chơi chuyên lấy làm lạ sao bà ta lại hỏi liên miên bèn đáp xuôi vâng bỗng bà ta chép miệng tôi có thằng cháu vào trong ấy từ năm ngoái đến bây giờ vẫn chưa tìm được việc giá không có người làng tôi họ buôn bán trong ấy thường cháu chết đói lại một cây cong nữa cho con chim đã bị thương nhiều lần chứ không phải một đói chết đói tiền nhăn răng. Ôi sao ở đâu người ta cũng nói đến những tiếng ấy thế? Phiền quá, hay ho gì mà bất cứ chỗ nào cũng kêu ca. Đứng về phương diện lịch sự. Bà ta hẳn đã chẳng ý tứ chút nào. Nhưng hỡi ơi, cái đói, cái rét, há chẳng phải là những đe dọa kinh khủng khiếp treo trên mạng chúng ta là gì? Một điều trọng đại như thế, người ta không nhắc đến sao được. Từ lúc mặt rời mọc đến khi mặt rời lặn, nghĩa là từ bình minh đến hoàng hôn, loài người chẳng thể bỏ qua hai bữa thế thì loài người lại chẳng sợ nó chẳng kinh hãi nó chẳng nhắc nhở nó luôn miếng ăn chả đã cai trị loài người cai nghiệt hơn những chế độ hà khác sao khi nào mọi dạ dày ném đi con người vẫn cười nói được à lúc ấy có bát kêu đói rét cũng chẳng ai kêu cầu hữu thân hữu khổ ở chỗ này có lẽ đúng lắm người ta vẫn bảo cái khổ tinh thần cắn rứt bằng trăm cái khổ vật chất với những linh hồn thượng đẳng, đành rồi. Những quần chúng lúc nhúc này, cảm xúc đời theo mực của đấu gạo. Chiều dài tấm vải, gạo cho no, vải cho ấm. Đấy, lẽ sống của quần chúng đấy. Nhà hành đạo giê -xu đã thâm hiểu quần chúng. Ngài hóa ra bao nhiêu bánh và cá để yên lòng họ. À, ngài phải là duy tâm chứ. Nhưng ngài vẫn không chối luật định của dạ dày. Dạ dày có là những lo âu, than vãn đều có cả. Cất nó đi, Cầu thiên đường hạ giới không có nữa Vì là thiên đường thiên đường rồi Bà bên cạnh Không thấy chàng bắt chuyện Cười bảo Ông chắc vào năm tìm việc Đã toàn không nói Nhưng không nói bà ta sẽ hỏi mãi Chuyên đành đáp để cắt liên lạc Không tôi vào làm trong ấy Nói thế Chuyên cốt ý làm cho bà ta hiểu Chàng vào làm Chứ không phải vào tìm việc như con bà mà sợ chết đói Bao nhiêu tiếng đồng hồ ngồi trên tàu Chuyên chỉ thấy đâu có một thứ Hàng quà Và chỉ thấy hành khách trong toa Lúc nào cũng ăn Ăn sáng, ăn trưa, ăn tối Và tên bồi buffet Bừng món ăn qua lại trước mắt bao nhiêu lần Ăn, ăn, ăn Ở đâu cũng ăn Lúc nào cũng ăn Chàng tự nhủ Ra người ta sống chỉ để ăn Chỉ lúc ăn mới sống thật Chỉ lúc ăn thì bao nhiêu giác quan mới bừng mở Miếng ăn ơi Xiềng xích của mày có lẽ to hơn dây lìn giữ tàu ở bến. Chẳng thế, sao lại người chỉ vướng víu vì mày, nhục nhã vì mày, trôi nổi vì mày. Và một ngày kia, tội lỗi cũng vì mày. Mày hủy được cả tình cốt nhục, hủy cả đến sự âu yếm của mẫu tử. Cắt đứt bao nhiêu thơ mộng của đời. Đôi vợ chồng đang yêu nhau đảm thắm đấy, chỉ một tháng lương hụt, nghĩa là kém miếng ăn chứ gì. Hờ, và chạm ngay, xích mích ngay, lại cả đến những cái hôn cháy xa, những cái nhìn lọt thỏm vào hồn, những thứ thiêng liêng ấy, dùng ngay khi giỏ phút của miếng ăn thúc bách. Ăn, 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 ở đâu cũng ăn, ai ai cũng ăn, thì hẳn ở đâu cũng nhắc, và ai ai cũng nhắc. Miếng ăn là trời đấy, cổ nhân chẳng đã bảo, coi miếng ăn như trời là gì. Nhưng trời ở cái nghĩa này, mày chạy đi đâu, trốn đi đâu? Mày ngừng lên chẳng thấy rời, rời chụp đầu mày, Kẻ lẽ hóa sinh của muôn loài dễ cũng ở miếng ăn mà ra muôn loài có thay đổi gì thay hình đổi lốt gì nếu không có sức tiếp dẫn của chất khác sự pha trộn của chất khác một chất đến với một chất để hủy phá nguyên hình đấy cũng là miếng ăn chứ miếng ăn nguồn sống trần gian miếng ăn tắt là nguồn sống tắt bầu thủy tinh không có một phao dầu phao dầu không có ống muống ống muống không có bấc bấc không có lửa ồ cái nọ không ăn cái kia Thì nảy tắt 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 Trần Hoàn là cả một con số không Truyền đặt vali xuống sân ga Nhìn ngược nhìn xuôi Chàng kiễng chân Ngó bên này Ngó bên kia Quái Anh chị Mai của chàng không thấy ra ga đón Hay dây thép không đến Hay không còn ở Amiran Corbett Hay chưa ra kịp Hay đứng đón ngoài cửa ga Hay con Nga nó làm sao không ai đi được phải túc trực. Hay, hay, hay bao nhiêu là hay, để rồi chàng phải đành vác vali ra vậy. Đợi đến hết người là cùng chứ còn đợi đến bao giờ. Có nhà dây thép ngay ở sân ga đâu bảo đánh cây nữa rồi đứng đợi. Ra khỏi cửa ga. Chàng níu một người hỏi thăm phố, người ấy chỉ về phía xa. Thầy qua kia, quẹo đây, đó, nơi có xe hơi. Tiếng nói líu díu làm cho chàng chẳng hiểu gì cả chàng đành gọi một cái xe kể ra thì chàng tiếc lắm và đã hơi hối hận về sự hoang phí của mình nhất hoang phí trong lúc treo neo xong chàng nghĩ ngay à đi cái xe cái pháo cho nó sang bẹo dạch đến không tiệt thế nào anh chị Mai cháu nga chẳng đợi mình ở cửa còn nga nó trông thấy chú nó lại nhảy cỡn lên anh Mai lại xách vali vào nhà chị Mai lại cầm hộ làn mây bao nhiêu bộ mặt hớn hở bao nhiêu bàn tay sắp sửa dơ ra với mình bây giờ. Xe đỗ, chàng ngẩng nhìn số nhà, rồi mạnh bảo bước vào gõ cửa. Còn sen chạy ra. Ông ở bác vào phải không? Phải. Ông là ông chuyên? Phải. Lúc bây giờ nó mới mở to cửa, mời chàng vào. Ông bà và chị Nga đâu? Ông bà tôi ra phố mua giày cho cô Nga. Ông bà tôi dặn ông cứ ở nhà, rồi ông bà tôi về. Ồ, thảm nào, Rõ anh chị ấy phiền phức thật Có thằng em vào chơi Mà cũng phải sắm sửa giày dép cho con Để lúc cùng đi xem sở thú Ngà diện cho đẹp chăng Rõ thật vẽ Giá chẳng không vào Có lẽ Nga không có giày đi Anh chị ấy cứ kiểu cách thế Nó mất thân đi Đến lúc còn sen múc nước cho chàng rửa mặt thì thôi Chàng sướng tuyệt rồi Anh chị chàng Quả đã quý chàng quá Ai đâu lại mua sẵn bánh ca đum thế này để nhà cho mình rửa Còn sen vừa bóc hẳn hoi Ừ, mà quý chàng cũng phải. Hồi anh chị phán ra bác, chàng trả đã khoản đãi cực kỳ trọng hậu là gì? Hơn 300 bạc bồng để dành, tiêu hết nhẵn. Tối nào cũng cải lương đồng ấu, trưa nào chẳng tìm sắm bánh bao. Rõ thật phiền. Rồi anh chị ấy lại thủ tạc dày giả dà quá. Nhưng thôi, cũng ăn chơi đất Sài Gòn một cái cho biết mùi đã làm sao. Mỗi lúc chạy vào đây được hẳn, mỗi lúc được gặp anh chị ấy hẳn. Truyền ngồi vắt vẻo ở xa lông, đợi vợ chồng mai về. Thuốc lá ở hộp, chàng tự tiện lấy hút. Thở khói phì phèo rất đắc chí Anh chị Mai tử tế này, anh chị Mai vui tính này. Anh chị Mai lại giàu này, lại sang này, nhà cửa lịch sự thế này nào. Ồ, cái tranh tàu cổ nàng chiêu quân kia mới dài làm sao? Cái tủ chứa ăn vào cái sập, bộ xa lồng tàu mới ra dáng nhà quan làm sao? Lại kẻ nói nữa kìa, phải biết, chiều đến cơm nước xong, bế cháu nga lên phòng để nghe những bài vọng cổ tuyệt trần của cô nam sa đéc thì sướng đến tiêu hồn chàng nghĩ đến đấy bỗng tiêng sau ngày năm ngoái chàng không vào ở đây với anh chị phán mà hưởng cuộc đời có được không nhất khi trông thấy cái tủ áo chàng nhẹ hẳn đoạn trường trong cái tủ áo kia isa cũng phải có giam bộ quần áo thừa mà điều này mới hả hê chứ anh mai khổ người thì cũng na ná chàng chàng mặc chắc là vừa lắm đến khi trông thấy sáu đội giày bày thành hàng trên cái bục gỗ nữa thì thôi hết khoái cảm lên đến tột độ những sáu đôi giày đi gì hết trong số những sáu đôi ấy thế nào anh mai chẳng bảo chàng vứt đôi giày tã của chàng đi lấy một đôi nào ưng ý nhất mà diện có được không chả thiếu gì cả anh em giàu có cũng có điều dưỡng thật giàu có mà lại dễ tính lại quý người nữa thì thôi tha hồ cấy xâm canh tha hồ vọc tay vào két điều làm chàng mừng nhất là chân Mai cũng số chân chàng. Ba mươi tám cả đấy mà. Nhà cửa Mai sang thế này, thiếu gì bè bạn. Chỉ ở đây dăm tháng, là Mai giới thiệu quen khối ngay. Việc tìm dễ như bỡn. Chàng lại giận mình một lần nữa. Sao có anh em giàu có tử tế thế? Trong lúc bà đào lại chẳng mò vào. Ở Hà Nội cho mẹ giày vò, cho bạn bè khinh bỉ, cho thằng thợ giặt nó sai con nó sang xỉ và đòi tiền. Cho gây thành chuyện, để phải nằm bóp mấy ngày đêm. Rõ thật, đúng như các cụ vẫn bảo, u mê ám trướng là thế. Giá ngay từ độ ấy vào bén đây, có phải tránh được bao nhiêu cảnh não lòng. Bỗng chàng vũ đùi đen đét, chạc lưỡi hàng thôi xài. Ngu, ngủ quá, ngủ ơi là ngu. Lại còn vấn đề mấy chục bạc vào đây nữa, sao không viết ngay thư cho anh chị Mai? Có phải anh chị Mai gửi táp ra, có phải đã vào từ bao giờ rồi không? Việc gì phải hòng phất sóc đĩa? Việc gì phải đến nhà thọ, để nó nói như ông chàng ấy. Rõ thật quẩn, rõ thật lũ lấp, mỏ vàng đấy, anh em ruột thịt đấy, chẳng nhờ lại nhờ người dưng nước lã, giọt máu đảo hơn ao nước lã. À, ra cổ nhân nói đúng thật, cổ nhân dạy chẳng câu nào thừa. Chỉ có mình nhân bẩn khi đoàn, lúc bồ công việc bị mẹ mắng, lấp mất cả trí đi, cho nên đường quang không đi, đâm quàng vào bụi rậm. À, ra lúc vẫn chưa đạt, thì không còn biết chỗ nào nên đến, chỗ nào nên xin. Thôi, từ nay giờ đi, rồng gặp mây, cá gặp nước. Cái áo sơ mi đang mặc đây, chọc nữa thì ném cho thằng bếp. Anh Mai thiếu gì những cái đẹp bằng trăm, mới tinh, hào bắt mình mặc. Anh Mai nào lại để cho mình đeo mãi cái thứ áo sờn cổ sờn tay này. Giỏi đất ơi là giỏi đất. Sao các ngài không khai tâm mở trí cho từ năm ngoái có được không? Để cứ lên bêu ở cái đất Hà Nội, cho thiền hạ họ nói bóng nói gió, họ dè bỉu Phèn này anh Mai cậy cục xin việc cho Nhờ anh Mai mua cho cái xe đạp giả dần May mặc thật sang Tết về bác chơi Cho thiên hạ biết Thằng chuyên này chẳng phải đụt đâu Chẳng qua lúc thời vận chưa đến Thì chịu đấy thôi Giảm ba năm nữa Biết đầu lại chẳng có cửa nhà lịch sự Sang trọng như anh Mai Và chắc chắn thế nào chị Mai chẳng mối trải Cho một cô con gái hội đồng hội điếc nào Lúc bấy giờ phải biết Rể ông hội đồng hàng trăm mẫu ruộng Về đất Bắc vinh quỳ bái tổ ẩn oán giả hết giả hết giả không sót người nào cho mà xem và mời một bữa tiệc ở phong lưu đại tử lâu đại tất cả các anh em cũ ở sở cho họ biết thằng này ra ngoài không chết đâu còn làm nên muôn tứ đỉnh chung là khác và cô vợ sài gòn nhỏ nhẹ, búi tóc đeo kiểng vàng sinh bằng trăm các cô ngoài bắc chiều chiều ở ô ten tay khoác tay với chàng về chơi ông bà ký trời ơi là trời Người ta sông có khúc, người có lúc, mà cái lúc của chàng thì chàng thấy nó đến tận gáy rồi. Chỉ việc đưa tay về đằng sau khèo lấy nó thôi. Rồi phen này thiên hạ, hãy mở to mắt ra xem. Me sử chuyên, tế tử ông hội đồng ích quy cố hương. Rồi phen này, thiên hạ hãy để dành lấy một hào chỉ. Mua lấy tờ báo xem mục hỷ tín. Ông Nguyễn Văn Chuyên, kê duyên cùng ái nữ ông hội đồng Phạm Phú Quý, đại điền chủ rạch giá. Rồi phen này, thiên hạ đợi xem ông Nguyễn Văn Chuyên. Làm phép cưới ở tòa đốc lý, có đủ mặt thân hào hàng tỉnh đến sự, các báo chụp ảnh đăng tên, vỏ đẹp, con khôn, nhà cao cửa rộng, biết tất tàu, ô tàu, giấy cườm, phải biết, phải biết, những ai xưa kia đã đẩy đọa tô tần, đừng có cúi đầu chắp tay, hãy ngẩng lên xem cho biết mặt này là ai. Một giờ sau, vợ chồng mai về, có lẽ người ta mừng quá, nên lúc gặp không ôm chầm ngay lấy nhau Quay tít mấy vòng như lúc tưởng tượng trước khi thấy mặt. Mai đưa tay bắt thản nhiên. Chú vừa vào chuyến tàu ban nãy. Vâng, em vừa mới đến đây. Sớm tìm nhà khó khăn quá, hỏi ai cũng lắc đầu. Sự thực không như truyền nói. Chàng đã tố lên để cho có chuyện. Vợ Mai cầm cái vali của chàng ở trên bàn xa lông, đặt ra cạnh cái tủ. Chú đi tàu chắc mệt lắm nhỉ? Vâng, tàu đông lắm chị ạ. À? Ấy hôm qua nhận được dây thép, mừng quá. Giá không phải đi ăn cơm khách chiều nay Cũng ra đón chú đấy Anh đi mua giày cho cháu Nga Không, ai bảo chú Con sen Không, mua cho nhà tôi đấy chứ À, đi tẩu mấy ngày Chắc ngừa ngay lắm đấy nhỉ Tắm nhé Đấy, biết ngay mà Anh Mai săn sóc chàng từng ly từng tí mà Tắm, tất nhiên phải thay quần áo Chắc anh Mai lại đưa bộ pyjama Rồi Mai gọi thẳng bếp Lấy nước chú tắm mày đã mát lòng hả dạ chưa? Thật bỏ với những ngày gian truân ở Hà Nội. Chuyên làm bộ mệt vỗ chán. Anh để tí nữa em tắm, nghỉ cho đỡ mệt đã. Chú uống tí đá lạnh cho đỡ mệt. Vợ Mai mở tay mốt, lấy cục đá bỏ vào cốc. Xót vào đấy một chút nước lá đưa cho Chuyên. Chú uống đi. Chuyên chưa vội uống, chàng đặt cốc xuống bàn. Hai chữ đá lạnh chị Mai mời chàng lạ tai quá. Dễ thường một thứ nước khoa học thượng hạng của ngoại quốc có tính cách bổ phổi giết vi trùng lao chắc sao cách pha lại giản dị thế này gớm những nhà sang họ dùng những thứ nước giải khát lạ thật kia anh không sơi à tôi vừa uống ngoài chợ truyền ngạc nhiên sao anh mai của chàng lại uống ở chợ đầu đường gió chợ phương ngôn đã nói anh mai của chàng đeo cái đồng hồ tay bóng nhoáng tròn xoe thế kia lại ra chợ uống nước là cái gì chàng bèn hỏi lại anh vừa uống à tôi uống ngoài chợ ý chừng thấy câu hỏi lộ trong con mắt chuyên mai cắt nghĩa trong này người ta hay uống nước ở chợ bến thành chứ không như ngoài ta chuyên gật gù ừ lạ nhỉ rồi cầm cốc đánh một hơi lạ chưa chẳng mùi mẽ gì cả y như nước lã lạ chưa hay là nước lã vợ mai đưa bộ pijama cho chồng mai cầm đưa cho chuyên chàng giơ tay kính cẩn đỡ nhưng không thấy Mai buông tay Mai vẫn giữ Mai chỉ những ray uya Đố chú biết hàng này bao nhiêu một bộ nào 15 đồng Mai cười Không 32 đồng Nếu là hạng xoàng đã trả đưa cho chú Truyền cười sung sướng Mai tiếp luôn Để xem chú có sành không Chú đoán có đúng không Nói xong Mai cười hì hì Đi về phía giường thay Truyền từng hừng Chàng tưởng Mai đưa cho chàng thực ra khi người ta đã bị tén Người ta cũng bẽ thật đấy Nhưng chuyên không giống người ta Chàng sang lắm Chàng tìm ngay thấy cái lý Mai không đưa cho chàng Phải rồi vì cái vali của chàng đấy mà Chắc mai tưởng chàng đem theo Vài bộ quần áo ngủ chứ gì Vì thế mai không đưa chứ gì Chàng với mai thì đến hàng trăm Cũng chẳng tiếc nữa là bộ pyjama Bữa cơm trưa hôm sau Cũng không có gì tỏ ra Có khách quý đến nhà cái này mới lạ chứ. Đành rằng không nhiều thức ăn lên, không thêm giam ba món hầm sán, đến vẻ mặt của anh chị Mai. Cũng chẳng có vẻ gì là đãi khách cả. Ô hay, sao bữa cơm lại được một vẻ chết chóc thế này? Ai nấy cứ gấp, ai nấy cứ vả, ai nấy cứ húp, chẳng ai nói với ai câu nào. Nhất chị Mai, chồng ể oải lắm. À, thôi lại phải rồi, có thế mà cũng phải nghĩ. Rõ thật lôi thôi, Hôm qua anh chị ấy đi dự tiệc, uống rượu sâm banh nhiều, hút xì gà nhiều. Nói chuyện với các quan khách nhiều thì hôm nay phải mệt chứ. Không mệt có là đá có là sắt. Truyền muốn hỏi xem hôm qua anh chị dự tiệc ở nhà bạn hay ở ô ten, các quan khách có những vị nào. Nhưng thấy anh chị mai mệt. Hình như rức đầu hay sao nên mặt mũi cao có, lại thôi không dám hỏi. Ăn cơm xong, có đĩa lê táo, để ở buffet, cũng chẳng thấy chị Mai bổ ra để tráng miệng. Quái, hay là chưa chín? Một hôm, hai hôm, ba hôm, không biết ngày thường anh chị Mai có vui vẻ không? Chứ ba hôm nay, anh chị ấy mệt mệt thế nào ấy? Chẳng nói chuyện, chẳng cười đùa như khi xa Hà Nội với mình. Lại phải rồi, tiệc tùng to thế, sơn hảo hải vị thiếu gì. Ăn một hôm thì anh ách đến ba bốn hôm chứ. Một tuần lễ qua, qua trong không khí lãnh đạm, sở thú, anh chị Mai cũng chẳng đưa đi xem. Đại thế giới cũng chẳng thấy anh chị Mai đả động đến. Dị trí cái khoản di nê, cải lương cũng không thấy anh chị Mai đưa đi xem. Ngày hai bữa, anh chị Mai chỉ bảo vẹn vẹn được có một câu thụt lùn. Lại ăn cơm chú. Và một hôm, chàng ra phố mải xem chợ. Về chậm có mấy phút, anh chị Mai đã ăn trước mất rồi. Đến lúc về, chị Mai hỏi. Chú ăn cơm chưa? Tật nhiên chàng phải đáp chưa ăn. Chị Mai nhăn mặt. Lần sau, chú ăn cơm rồi đi đâu hãy đi. Không nhỡ bữa. Truyền choáng hồn. Kìa! Sao chị Mai yêu quý của chàng lại có thể bảo chàng thế? Chàng đến vỡ đầu mất. Lại có thể thế được à? À không phải. Tí nữa nghị oan cho chị. Các bạn chàng trước, chàng đã bảo người miền Nam ngay thẳng ăn nói không thớ lợ như ngoài ta. Không có những sự lấy lòng lấy bề vô ích là gì. Phải, đúng rồi, Thằng xe hôm nọ chẳng đi Lúc giả lại tiền chẳng đã sừng cổ với chàng là gì Sứ nóng người thật thà Không có những thưa gửi lôi thôi Không như ai bề ngoài thơn thớt nói cười Bể trong nham hiểm giết người không gươm Chàng tự nhủ ấy thế mà lại dễ ăn dễ ở Không phải giữ ý giữ tứ lôi thôi truyền tắm xong Vô ý để bánh xà phòng thơm trong đĩa dũng nước Vợ Mai gọi con sen Tát nó đồm đốp Mày mù à Mày định hại tao có phải không? Bánh xà phòng, mấy hào chỉ của người ta. Ngầm thế còn là gì? Truyền tưởng chị Mai chàng không biết chàng vừa tắm, bèn lên nhời. Em tắm, em để quên đấy mà. Ma quỷ ơi là ma quỷ, khốn nạn ơi là khốn nạn. Mai nghe chàng nói, chàng nể nang đốp ngay. Từ giờ chú có tắm xong thì đem xà phòng vào cho tôi, để thế bỏ hết. Chú không đem được thì sai chúng nó no đem, mỗi thứ một tốn nhà đã phát hỏa rồi cháy rồi chuột nhớn chuột con ra mặt cả rồi hờ thế này còn rời đất nào nữa có bánh xà phòng thơm mà chị mai nỡ nói chàng thế thế này ra họ khinh mình thật chuyên đã thực thà cho đến lúc không thể thực thà được nữa chẳng những chị mai khinh chàng chị mai còn đuổi khéo chàng nữa luôn luôn chị mai hỏi thế nào chú đã tìm được việc chưa rồi lại chép miệng trong này công việc không dễ như ngoài ấy đâu cử nhân tú tài cũng nằm nhà đấy chú ạ à. chú có ở chơi vài hôm nữa rồi ra thì ra chứ ở đây cơm đợi canh chờ đến bao giờ nuốt nước mắt truyền nghẹn ngào em muốn nhờ anh xem có quen biết ai xin hộ em một việc chị mai cười khẩy anh thì quen ai đi làm việc nhà nước chỉ quen những các ông ấy trong sở chả nhẽ lại xin cho chú vào dây thép à thà bảo chú đỗ đạt hèn ra cũng có cái bằng thành chung thì mới nói chuyện chứ. Rồi cũng chẳng cần giữ kẽ, chị Mai bảo thẳng ngay. Đừng đợi anh xin việc cho, vô ích, tôi bảo thật đấy, trong vòng mất thì giờ. Điều đứng chưa, tưởng vào đây nhờ ông anh đùm bọc, tìm công kiếm việc cho. Ai ngờ bà chị xua như xua tà thế này. Hờ, đòi đen bạc thật. Buổi chiều, chàng đến tận sở đón anh Mai. Chàng nghĩ bụng, đàn bà ai trả thế, thấy ăn nhờ ở đậu, sợ tốn kém vội rũ ra. Thôi trả trách, dù sao chị Mai cũng chỉ là đàn bà. Đi đón anh Mai, dục anh xin việc hộ còn hơn. Anh Mai hẳn còn hiểu chàng hơn. Mai ở sở ra, đang đi với mấy người bạn. Chàng tiến đến. Mai vẫn cứ nói chuyện như thường. Chàng giới thiệu chàng với các bạn. Đến chỗ các bạn, Mai rẽ mỗi người một nơi. Mai mới quay hỏi chàng. Chú đi đâu? truyền mặt dầu dầu em đi đón anh, nhờ anh... Mai lắc đầu. Tôi đã hỏi một vài nơi, nhưng họ bảo phải có bằng đánh máy tốc ký. Hay Isa cũng phải có đíp lôm. Chú thì làm gì ra những thứ ấy? Anh giúp nơi khác cho em. Mai nhíu lông mảy cao có. Chẳng nhẽ tôi lại xin cho chú chân bán hàng. Hay lon tong, nó không tiện cho tôi. Bạn bè họ dị nghị. Trái đất còn đợi đến bao giờ mới sụp. Các định tinh, hành tinh Đến bao giờ mới choảng xuống đầu chàng Truyền dồn bắn Chàng chết lặng Đành nín không dám nói gì nữa Đi được một quãng Mai gọi xe trèo lên rồi mới bảo Tôi rước đầu lắm Phải về trước Chú về sau vậy Bà bánh xe silo lô chạy Truyền tưởng chừng Nó cuốn theo ruột chàng Chàng nhìn hút Thở dài não ruột Như ngày nào bị bắt bỏ bóp Đã hết cho đâu Khi chuyên về đến nhà Chị Mai bảo chàng Chú có đi ăn cơm thì ăn Anh rước đầu uống sữa Tôi tẩy kiêng cơm hôm nay Người ta đã làm đủ thứ Để đuổi chàng ra khỏi nhà Anh Mai chị Mai của chàng Đã đặt vào tay chàng một tàu lá chuối Nhà chỉ còn có con Nga là không thay đổi gì cả Hồi nó ra Bắc Nó bì bồ chú chú cháu cháu với chàng thế nào Thì bây giờ nó vẫn thích chơi với chàng như trước Nhưng nó là trẻ con Nghĩa là nó phải theo ý muốn của cậu mợ nó mà cậu mợ nó muốn gì cậu mợ nó muốn rằng nó không được bắt chú chuyên bế không được vòi chú chuyên nghĩa là cậu mợ nó bắt nó tẩy chay chú chuyên nhà này nếu có một người thương chàng thường chuyện trò với chàng là thằng nhỏ vì nó cũng cùng số phận với chàng từ ngày con sen ở bác vào thế chân nó bị cho ra rìa và hết tháng này cút chị mai hôm nọ chả đã bảo con sen này bà bạn tôi đem nó vào ở cho tôi Mỗi năm có 18 đồng Nó làm ăn sạch sẽ đáo để Cái thằng ôn con kia Làm ăn đã bẩn thỉu Lại đòi những 4 đồng rưỡi một tháng Những lúc anh Mai đi làm Chị Mai ra chợ Chuyên thường than thở với nó nỗi ấm lạnh của người đời Người đời đây Chàng muốn ám chỉ vợ chồng Mai Cậu không biết Hôm nọ mợ ấy còn bảo con Trông non nhà cửa Không có nhỡ cậu tháo mất cái gì thì con tù Và một lần này chuối trong chạn Chuột gậm mất một quả con bẻ vứt đi Mợ ấy chưa hỏi con Mợ ấy đã nghi cho cậu ăn vụng Con bảo chả có nhẽ cậu lại thế Mợ ấy bĩu môi bảo con Mày biết đâu Hôm nọ tao bắt gặp cậu ấy Ăn vụng hai miếng đường đấy Thế cậu có ăn vụng không Truyền tức nổ ruột Chàng không ngờ họ lại đều giả đến thế Họ lại nghi cho chàng những điều khốn nạn thế Chàng phải cắt nghĩa cho thằng nhỏ Không nó khinh chàng đi Không Ai lại ăn mày thế Hôm nọ anh đi mua hủ tiếu về cho tôi. Nhiều ớt quá, tôi bị cay bỏng lưỡi. Ăn xong bèn mở buffet, lấy miếng đường có một miếng thôi. Ngậm cho đỡ cay. Ồ, thế mà mở ấy lại bảo những hai miếng. Cậu về bác đi, ở làm gì, Mợ ấy không tốt đâu. Hôm nọ tôi giặt cái áo sơ mi cho cậu. Mở ấy bảo cứ dùng nước, không phải sát xà phòng. Truyền như bị axit rồi cháy thịt. Mở ấy còn lè lưỡi bảo bẩn, từ giờ có giặt thì giặt riêng ra. Vút, 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 roi đời quật vào mặt, vào lưng, vào khắp mình mày. nậy từng miếng thịt, chuyên vụt tỉnh. À, ra bây giờ thịt nát máu rơi rồi, chẳng mới nhận ra câu danh ngôn, đành thép của một danh nhân. Sống phải theo luật định, mày không tự buộc mày vào luật định, thì đời sẽ quật vào mặt mày, bắt mày phải theo. Hợi ơi thành kiến cá nhân, thành kiến xã hội, là những dây xích phải chặt nó bung ra. Không chặt xích, đời sẽ bị chôn chết trong nhục nhã trong oan trái. Lúc này, truyền mới thấy thấm thía những nhờ thọ nói với chàng. Phải dò đúng cái lẽ cần của cuộc sống hiện tại, mới tránh được đau thương, vật chất cũng như tinh thần. Thôi, không còn do dự nữa, chuyến này về Bắc, chàng sẽ đi bán hàng với thọ, chàng sẽ xoay hướng cuộc đời. Chàng tìm ra cái cớ, nó khiến chàng trải bao tủi nhục. Tiền, thì sao chẳng lại không như thọ, làm cho ra tiền có được không? Lúc này hơn lúc nào hết, câu không có nghề hà tiện, chỉ có người hà tiện. Thâm nhập não tủy chàng. Chàng mở bừng đôi mắt quẩn đen vì bẽ bàng, nhục nhã, nhìn như cắn đồng tử vào các người qua đường. Tất cả mọi người làm việc, tất cả mọi người làm việc, những bàn chân đạp trên xe, những bàn tay mang sách, những cái vai gánh, đàn ông đàn bà, ông già trẻ con, Tất cả nỗ lực làm việc Chàng nhìn họ bằng tất cả thèm muốn Chàng muốn chạy ra níu họ lại Hét ẩm lên Các người đã tránh được ô nhục Các người xứng đáng là người Các người hất được những bàn tay sần sùi Của đói rét trên đầu các người Các người đạp được ngạo nghễ của số phận Rủi ro của định mệnh Các người không có xích thành kiến Nó đóng chết các người vào mọi nhục nhã Thốt nhiên Truyền cười một nụ cười của kẻ đã cảm ngộ của phút mù quáng được khai thông, của kẻ chọc thùng lưới thoát chết. Ta sẽ về sống với thọ, ta sẽ làm công việc của thọ. Ta sẽ lấy mồ hôi ta, rửa hết các bất bình. Ta sẽ làm, mặc cho thiên hạ nghĩ về ta thế nào thì nghĩ. Ta sẽ tan bức màn thành kiến, che mắt ta, làm cho ta chết trong nghèo nàn, dở tử trong sỉ nhục, học máu trong rẻ biểu của thế nhân. Chỉ mấy ngày nữa thôi, đời ta là của ta, ánh sáng là của ta đường cái là của ta, lửa là của ta, bánh là của ta, tay ta là của ta, chân ta là của ta, ta có quyền cười, ta có quyền đi, ta có quyền đứng, ta có quyền nhìn. Ta dẫm lên thành kiến ác hại, nó làm cho ta mấy trăm ngày sống trong cái đời con run con dế, sống cái đời cái xác, vỏ ốc. Mẹ ta rồi thuộc về ta, em ta rồi thuộc về ta, cha ta rồi thuộc về ta, ta thuộc về ta hỡi xích thành kiến từ phút này máu ta đã làm chảy mày biến ra nước mày bị tan xác bởi hai bàn tay nhễ nhại mồ hôi của ta đất có thể hiểu lầm trời núi non có thể oán hận nhau ta thì không rồi không ai có thể đầy đọa ta ta là trời của ta ta là cứu thế của ta số phận của ta sẽ do ta định lấy ngày giờ của ta sẽ do ta dùng lấy sực vào của ta sẽ do ta giữ lấy chặt cho tan cái xích thành kiến ta là cứu thế của ta